Rồi để bắt đầu buổi hỏi đáp thì có quy định như sau, là ưu tiên những người ở xa đặt câu hỏi, ưu tiên những câu hỏi mới, những câu hỏi cũ sẽ không được trả lời nữa. Rồi đó là hai phần về nội dung sẽ đặt câu hỏi. Thì câu số 1 là thói quen gần đây của con sao hay quên chuyện này chuyện kia. Như vậy thì theo góc độ thiền tông thì xin thầy giải thích cho con là như thế nào? Tu thiền tông mà hay quên đó là tu sai đó nha. Cứ bởi vì người ta tưởng là tu thiền tông là buông hết thì không nhớ gì hết thì nó quên. Có nghĩa là mình làm cái gì thì chú ý cái đấy. Người ta bảo mình buông là buông những cái chuyện phải quấy hơn thua. Còn cái chuyện mình nhớ, mình làm hàng ngày phải nhớ chứ tại sao buông? Buông như vậy nó mới sai. Mình lo việc nhà thì cái gì phải sắp đặt rồi việc nấy, hoặc là cái chương trình gì thì mình làm việc nấy thì nó quên. Bởi vì nghe người ta tưởng đâu tu thiền tâm buông cái gì cũng buông hết rồi cuộc đó là không nhớ là phải rồi. Mình nhớ mình đem vô thì mình mới móc ra được. Còn bây giờ mình không đem vô thì làm sao mình móc ra được? Đó thì cố gắng sửa lại, tu cho đúng, nghiên cứu kỹ cái thiền tông này. Thiền tông là phải nghiên cứu cho thật kỹ, chứ không phải nghe người ta nói sao làm vậy không đúng. Bởi vì trong lúc á, người ta trả lời cho mình á, có nhiều cái trường hợp. Một người trình độ như thế nào người ta trả lời theo cái trình độ của mình. Vì thế mà mình không hiểu, nó bị sai thì là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là thiền tông tức là cực dương, tức là cực mạnh, nó phá đi tà tông. Nhưng mà tại sao trong người con lại rất là mệt mỏi, khó chịu, nhưng mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là không có bị bệnh gì hết. Vậy thì là con bị như thế nào? Mình nhớ cuộc đời mình sống ở đây nó rất nhiều cái thời gian nó quân tập vào. Trong tàng thức mình nó chứa rất nhiều. Mà hiện giờ thiền tông nó công bố ra rồi thì nó phá đi tất cả những cái kia. Nhưng nhớ rằng ngày xưa mình cứ mong này mong kia, bây giờ thiền tông ra đời nó sẽ phá ra. Nó phá tất cả những cái chuyện gì mà ngày xưa mình đem vào. Vì thế mà tu thiền tông phải cho kỹ. Còn nếu không kỹ nó sai, rất sai. Là vì tại sao ngày 10 tháng 3 có nói là tu rất sai rất nhiều. Nhiều người lên thiền gia mà còn sai, chứ đừng có tưởng đâu mà Phật tử bên ngoài. Vì thế mà ta mới chuẩn hóa lại. Cần nhất phải tu thiền tông phải tìm hiểu cho thật rõ. Thứ nhất anh phải hiểu được cái quy luật nhân quả luân hồi nơi trái đất này. Và thứ hai là phải hiểu là cái trái đất này linh thiêng là cái gì, thực tế là cái gì. Mình phải hiểu cho rõ cái này. Còn mình không hiểu hai phần này, nói thiệt mình tu nó sai, rồi nó sanh ra những cái chuyện này chuyện kia. Đó, mình phải hiểu cho đúng. Thiền tông đọc cho kỹ. Tuy cái quyển sách đó mình đọc lần này, bữa nay mình đọc này, ngày mai đọc mình thấy nó khác. Nó nâng cấp mà, nó nâng cấp lên. Rồi câu hỏi tiếp. Câu tiếp theo là con rất muốn giúp người khác hiểu về thiền tông, nhưng khi con vừa mở miệng ra thì không phát được câu nào. Vậy là con bị làm sao? Tất cả cái thiền tông là nó dương. Nhưng mà mình mới mở nói ra, trong cái tàng thức của mình nó âm nhiều quá, thành nó bị chặn đứng lại. Có nhiều khi cái câu chuyện mình làm rất dễ dàng mà tới đó mình quên, không nhớ, là do cái âm lực nó chặn lại, nó không cho vô cái phần này. Rồi câu hỏi tiếp. Ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bên bờ sông Đuống có ngôi mộ của vua Kinh Dương Vương. Hàng năm ở đây làm lễ dỗ tổ rất to. Thưa thầy, có phải đây là vùng đất trung tâm của nước Xích Quỷ ngày xưa hay không? Nước Việt Nam mình á thì nó rộng lắm chứ không phải nhỏ đâu. Nó từ Phú Thọ đi qua tới Quảng Đông của Trung Quốc á.
Quảng Đông Trung Quốc của cụ hầu đó Kinh Dương Vương quản lý một cái vùng rất lớn. Vì thế mà người Trung Quốc xưa đó, người ta đẩy mình đi vào chính cái chỗ đó là cái ngôi mộ của Kinh Dương Vương cách đây 2879 năm. Kinh Dương Vương đã mất và bỏ mạng chỗ đó. Sau đó thì cái Lạc Long Quân mới lên. Cái đó là rất đúng, rất đúng, tổ tiên của mình là chỗ đó. Rồi, thưa bác, có trường hợp tánh Phật nào mà may mắn lần đầu tiên vào mượn thân người mà gặp liền pháp môn Thiền Tông hay không? Tánh Phật mà vào lần đầu tiên để mượn thân người nhưng mà lần đầu tiên gặp được pháp môn Thiền Tông? Không có đâu, không có cái chuyện đó. Tại vì vô đây, vô mượn thân người, đầu tiên thân người là gì? Vô, phải đi vào cái tử cung người mẹ, đầu tiên là phải quên. Thứ hai, khi mà sanh ra cái quy luật vật lý nó, cái tánh người nó phát đủ công suất ra, nó phát ra 16 thứ. Đây là cái lớp bọc thứ hai. Còn cái lớp bọc thứ ba là tạo nghiệp, thì tánh Phật hoàn toàn không có cách nào mà nhớ lại cái ban đầu được hết. Vì thế mà nó phải trải qua, bởi vì trong kinh Đức Phật bảo là trải qua 70 tỷ năm mới có cơ may hiểu được cái pháp môn đạo Phật Thiền Tông này. Không có cái tánh Phật đầu tiên không có cái chuyện đó đâu. Mà vô đó, vô thế giới này để vui chơi nó khác ha, rồi bắt đầu cứ làm theo cái ham muốn của tánh người. Vì thế mà nó khó, không có tánh bạn nào nhào vô mà vô đi ra về liền được. Vô để dính, đã dính rồi mà còn bị chấp nữa, thành ra chắc chắn là hầm. Bây giờ tại sao có nhiều vị cái pháp môn này rất quý mà tại sao ta chửi? Là gì? Cái vật chất nó cao hơn cái vụ mà thanh tịnh thiền. Đó, phải hiểu giờ thế giới này vật chất là trên hết, giải thoát là chuyện vui thôi chứ không phải sự thật. Thành ra không ai chấp nhận cái này đâu. Xin mời quý vị đặt câu hỏi. Nhắc lại là xin mời đặt câu hỏi những dành ưu tiên cho những người quý vị ở xa, với lại những câu hỏi mà chưa bao giờ được giải đáp, hoặc là những câu hỏi nào mới. Còn những câu hỏi đã trả lời rồi thì xin đừng hỏi lại. Dạ, con xin hỏi là về cái phần mà đường về Phật giới á thầy. Là cái phần mà lúc trước con có nghe là về cái phần mà lúc mà mình rơi á thầy, thì nếu mà mình mà giật mình á, thì là ngay cái lúc này là mình sẽ bị dừng mà rối loạn cái điện từ âm dương á. Nhưng mà từ trước á, lúc mà con nghe như vậy á, thì con thường tập cho mình không hay bị giật mình, nhưng mà con vẫn hay bị giật mình á. Thì ví dụ sau này lúc mà mình rơi á, thì mà mình bị giật mình thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Bây giờ đó mình đừng có tập cái gì trời trời. Mình phải hiểu nguyên tắc. Con người của mình á, là có tánh Phật, mà tánh Phật thấy qua tánh người, rồi thấy qua cái tánh người là tánh vô minh. Thì bây giờ nguyên tắc muốn về Phật giới không có tập cái gì hết, phải kiến tánh mới về được. Mà phương tiện kiến tánh là để là cái gì? Kiến tánh phải thấy bằng tánh Phật, mà phải cái công đức đó, thì nó giống như cái đèn nó rọi cho mình đi vậy đó. Nếu mình đi ban đêm không có cái đèn không cách nào đi được hết. Vì thế mà bắt buộc mình phải kiến bằng tánh, thấy bằng tánh Phật, nhưng mà phải nhờ cái bóng đèn, cái ánh đèn quang là có cái công đức của nó đó thì mình mới đi được. Thì ông thần mới thả cho mình đi về. Mà đi ra cái bây giờ mình nói chữ rơi á, thì nếu mà đúng theo văn học thì không có đúng, mà nó văng ra sức hút vật lý của trái đất, đi ra ngoài sức hút trái đất. Thì mình nói rơi cũng được, thí dụ mình muốn nói rơi, nói văng ra thì cũng được. Nhưng mà nếu mà dùng cái danh từ văng ra thì nó đúng hơn, văng ra ngoài sức hút vật lý của điện từ âm của trái đất, thì ra ngoài đó ông Phật mới dạy mình được. Dạy mình cái thời gian mình sẽ về trung tâm rừng hồng còn bao nhiêu tiếng, bao nhiêu ngày nữa. Lên đó Đức Phật mới dạy, với điều kiện là mình thần quản lý phải thả mình ra. Bây vô đây mà mượn thân tánh người, phải thần quản lý thả ra, thì mình ông Phật mới giúp mình dạy cái này trở về Phật giới được. Bây giờ khỏi tập khỏi cái gì hết,
có nghĩa là có công đức tự giống như mình có cái đèn, mình đi ban đêm thấy có cái đèn, đèn pin rọi cho mình đi. Chứ còn đi ban đêm mà nó tối mù mà mình không có cái đèn, ông thần cũng không dám thả mình nữa. Nó đi lạc vô loài ngạ quỷ liền. Đó, đừng có tập mà phải hiểu cái công thức trở về Phật giới bằng cái phương tiện là phải có công đức, mà công đức đừng có bôi đen. Công đức bôi đen có nghĩa là cái đèn pin nó bị đen thùi, không nó có rọi không ai không có thấy đường được. Đó. Thì bây giờ con hiểu như vậy là gọi là đúng nhưng mà không đúng lắm. Có nghĩa là phải hiểu được cái công thức của nó. Con người ta sở dĩ mà tánh Phật lúc nào cũng thấy, nhưng mà nó qua mấy cái lớp rồi. Nó qua cái lớp của tánh người là ham muốn, rồi nó qua cái lớp cái nghiệp của mình. Rồi làm sao mình nhớ được cái mà cái điểm mình đến. Đó, vì thế mà con chú ý cái này, theo dõi kỹ những cái bài mà người ta trả lời á, trở về Phật giới. Thứ nhất rồi đó, đọc đi lọc lại chừng nào mình tự nhiên mình cảm nhận được, mình mới hiểu được. Còn không á thì ông Phật phải dẫn mình tới vô trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương tự nó trở về ngôi vị của nó, rồi tánh Phật tự nhận Phật nhãn mình mở ra thì tự nhiên mình hiểu hết, tới đó mình đã thành Phật rồi đó. Rồi con muốn hỏi gì hết đi? Dạ vậy thế cho con hỏi thêm là về cái phần công đức bôi đen ạ. Ví dụ như mà bây giờ cái mình biết cái tánh Phật của mình rồi thì mình buông, nhưng mà ví dụ như có những lúc á, nhiều khi mình không có sân hận ai thì mình không có bị bôi đen, nhưng mà nghĩa ví dụ như mà khi có người người ta làm gì mình hoặc chửi mình á, thì trong mình vẫn còn y nguyên cái tánh người 16 thứ, có thể là mình không chửi lại nhưng mà trong lòng mình còn giận một chút chút như vậy thì có bị bôi đen không ạ, hay là phải không giận người ta luôn ạ? Có nghĩa là khi mà giúp người ta hay là lúc bình thường vẫn sân hận hả? Ý là trong lúc mà nói chuyện qua lại á, người ta chửi mình nhưng mà mình không có chửi lại, nhưng mà trong lòng mình vẫn là ấm ức, thì mình cái công đức của mình có bị bôi đen hay không? Ấm ức đừng phát ra, bởi vì cái nguyên tắc á, mà theo nhân quả, cái tánh của mình, tính người của mình nó phát ra cái gì thì điện từ âm dương nó kéo đi thì mới có nhân quả. Còn nó giống như còn đứng ở trong nhà, gió bão bên ngoài bao nhiêu không thành vấn đề, con lú đầu ra nó kéo con đi liền. Nó muốn làm bao giờ làm, nhưng mà đừng có đưa đi ra ngoài ngoài. Có nghĩa là con suy nghĩ, gọi người ta nói là suy nghĩ hành động mới có nhân quả, suy nghĩ chưa hành động chưa bị nhân quả, phải hiểu vậy đấy. Có nghĩa là con tức người ta mà con làm cái gì đó, gọi là làm đó là hành động thì mới bị nhân quả thôi, thì quy luật vật lý nó mới kéo con đi. Còn nếu con tức để đâu này đừng có chợt đâu ra, nó phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Bởi vì mình tu theo, bởi vì ngày xưa tới giờ tại sao mà Thiền Tông mới công bố ra là cách nay gần 2 năm, trước kia không ai biết cái vụ này đâu. Nó mình phải hiểu nó quý, Thiền Tông nó quý, nhưng mà nên nhớ Thiền Tông khi ra đời là cái thời gian nó rất ngắn, nó sẽ đi là bởi vì nó đi tới theo cái chu kỳ diệt mà. Thành ra cái thời kỳ nó Thiền Tông ra đời dớt được bao nhiêu người thì dớt, còn dớt được thì họ đi luân hồi tiếp. Mà khó, không ai chấp nhận cái này đâu. Mà ta không chấp nhận, nhưng mà tại mà chùa Tân Diệu dám cho hỏi tất cả những gì, đem bất cứ gì bẻ cái vụ Thiền Tông này sẵn sàng hết. Mà chưa nay mấy năm rồi không ai tới hỏi hết, mà chỉ đứng ở ngoài nói thôi chứ không dám vô. Đó. Bởi Thiền Tông nó rất quý. Bởi vì vì vậy mà nhà khoa học nó nói là đạo Phật là tinh hoa nhân loại, là cả pháp môn thứ 6 này nè, chứ không phải cầu cúng lại lục cầu sinh ngồi thiền là tinh hoa, không phải cái chuyện đó đâu. Vì chỗ đó là cái chuyện của vật lý thế gian này thôi. Tinh hoa nó nằm ở chỗ bằng cái chân thật, chứ không phải tinh hoa một cách mơ hồ.
Bởi vì thiền tông nó chỉ rõ từng con người vạn vật trái đất, nó chỉ rõ ràng, mà chỉ bằng khoa học nữa thì người ta gọi là đạo Phật pháp môn thứ sáu, gọi là tinh hoa nhân loại, là cái chỗ này. Bởi vì như học thiền tông thì học bằng trí tuệ, phải nghiên cứu chút thật kỹ, chứ đừng có tưởng thấy vậy hay vậy là đúng sai, rồi mình dùng cái tưởng của mình là nó sai liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ chào, vậy cho con hỏi thêm là lần trước đó, giải đáp của tuần trước con có theo dõi thì có một người là luật sư, họ có xin cái hồ sơ của chùa mình để xem xét là nộp cái xin phần cái công bố giáo lý lên chính phủ đó thầy, thì cái tình hình nó như thế nào rồi ạ? Tuần trước có cái vị luật sư tới để mà đưa cái hồ sơ để mà xin ra công bố giáo lý á, thì không biết là bữa em sau một tuần thì được gì thôi. Thì cái chuyện này chú có trả lời thế này nè. Ổng nói là ổng quen lại với thủ tướng. Tôi nói cái giáo lý đạo Phật này là không phải đơn giản, là chính chùa Thiền Tông cái quyền ký á, thì chùa Thiền Tông đương nhiên công bố được nha. Còn ở giáo lý chùa Thiền Tông không công bố được. Đã, chùa Thiền Tông công bố ra được thì chỉ công bố tăng lên 10% của giáo lý ở quyền ký thôi. Còn nếu tăng công bố 100% thì có hai cơ quan này mới công bố được. Thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Trung ương và Bộ Chính trị, không phải một thủ tướng được đâu. Bộ Chính trị, hai nơi này họp lại có công bố bằng mức độ nào. 100% tôi sẽ đưa 100%, 90% tôi sẽ đưa 90%, 80% tôi đưa 80%. Tôi hoàn toàn, mà trước khi cái ngày tôi bàn giao cái quyển giáo lý này thì phải có là luật sư nè, rồi tất cả những người trí thức người ta đến dự, có một cuộc họp đàng hoàng tôi sẽ bàn giao. Và tôi sẽ nói thế này, tôi lấy quyển giáo lý này có nguồn gốc đàng hoàng mà tôi giao quý vị công bố, tôi là chỉ người cung cấp thôi, tôi chỉ sưu tầm, tôi biết vậy thôi. Còn nếu tôi sưu tầm mà cái gì không đúng hỏi tôi trả lời, tôi trả lời không thuận lý, muốn làm tôi phạt tôi cái gì cũng được, mà trả lời thuận lý thì bắt buộc hai cơ quan này công bố thôi, chứ tôi không công bố, không đủ, tôi không đủ lực công bố này. Tôi có trả lời luật sư như vậy thì không biết ảnh nói sao tôi không biết. Thì ông có nói ông quen này quen kia, nhưng mà tôi nói là quen ai tôi không biết, nhưng mà cái này phải bài bản bằng luật pháp, không phải nói miệng được. Vì thế mà từ khi mà cái diễn đàn 2 tôi có đề cập đến giáo lý tới nay là trên một năm rồi. Rất nhiều vị thầy, rất nhiều vị luật sư đến xin tiếp cận cái giáo lý, tôi nói hoàn toàn không có được. Muốn tiếp cận giáo lý này thì tôi phải tổ chức đàng hoàng hai cơ quan, một của nhà nước, hai là giáo hội trung ương nhận cái này về. Nhưng mà trước khi tôi bàn lao tôi giao đưa là phải công bố, chứ không phải đưa rồi giấu không được. Mà công bố cái số lượng không phải là nhỏ, dân tộc Việt Nam bao nhiêu người mỗi người được một quyển, có tiền bỏ ra in không? Bây giờ mình gần 100 triệu rồi đó, 100 triệu thì phải in 100 ngàn quyển, 100 triệu quyển, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đến tay người dân Việt Nam, người nào phải có một cái quyển này để chi? Ta đánh giá lại, tôi nói thiệt, cái quyển mà giáo lý mà đưa ra rồi, cái người đó mê tín cỡ nào mà chịu đọc qua một cái là bắt đầu họ dừng lại liền. Nó thật vậy, nó có cái lực mạnh vậy đó. Thì cái này thì có trả lời cho anh luật sư đó rồi, nhưng mà không biết tới nay làm thinh không nói. Mà trước đây có nhiều gì chứ không phải là một ha. Mà tuần rồi là có anh luật sư đến đây, anh có hỏi, anh có nói cái chuyện này. Rồi con thắc mắc gì hỏi tiếp. Dạ con cảm ơn ạ. Xin mời quý vị khách đặt câu hỏi. Ưu tiên mấy vị ở xa lâu lâu mới được về chùa một lần thì cứ đặt câu hỏi không. Dạ thưa thầy, cho con hỏi thầy hai câu. Cái câu thứ nhất là một lần con xem cái giải đáp thì có một cái cô hỏi thầy là khi mà người ta chửi cô ấy thì
cô đó cô chửi lại thì thầy có như là cái việc trong làm ăn á, thì cái người đó chửi mình thì mình chửi lại, thì con có bị bôi đen hay không? Thì có một lần người con thấy thầy trả lời á, là không bị bôi đen, tại vì mình sống á, mình có gia đình thì mình phải biết cho lo cho gia đình, có công việc thì mình phải biết lo cho công việc. Có lúc thì mình phải sử dụng tánh người để mà mình giải quyết những cái vấn đề đó. Nhưng mà có một lần thì con lại thấy thầy lại nói á, là cái việc đó nếu như mình sân hận lên như vậy á, thì công đức mình sẽ bị bôi đen. Thì rốt cuộc á, cái đó nó là như thế nào ạ? Có phần giải đáp á, thì thầy nói khi mà hai người cãi lộn nhau á, thì cái phần công đức sẽ bị bôi đen. Nhưng mà có lần á, thì thầy lại nói là trong cuộc sống đời thường á, thì trong sự tranh chấp về cuộc sống thì phải chửi lộn nhau vậy hết, thì mới đúng theo quy luật vật lý, thì khi nào thì bị bôi đen và khi nào thì không bị bôi đen. Bây giờ con tạo công đức, con cử lộn nó mới bôi đen, còn hai người đang sống thế giới vật lý nhau chửi thoải mái thôi, đâu có gì đâu bôi đen. Có nghĩa là con đang tạo công đức mà người ta nói con gì con tức con chửi lại thì mới bôi đen, còn hai người đánh lộn nhau đâu có gì đâu công đức. Cái đó là do nghiệp thôi, nhân quả thôi. Phải hiểu, con phải hiểu chứ, rồi chứ phải chừng nào con tạo công đức mà con người ta nói gì con tức là tôi giúp bà không chịu mang ơn, bà còn nói này chị là đó là mới buộc bôi đen. Còn hai người cãi lộn thì cái chuyện bình thường, thế gian với nhau mà. Có nghĩa là khi tạo công đức mà thứ nhất mình mà đã có công đức rồi, mình chỉ cần đến một nơi nào mình đốt cái nhang, mình cúi đầu xuống là cái vị đó đó, vị đó là gọi gì, thánh đó. Rờ đầu cảm ơn con, rồi vừa rờ vô là thua, nó đen, nó nhộm đen hết. Đó là hiểu vậy. Bởi vì cái người mà phước hình đó là hình gì? Là điện từ âm dương. Người ta âm nhiều người ta mới là vô hình. Cỡ nào chỉ có nước mà dương nhiều là phải ở trên trời mới là dương nhiều. Mà ở dưới thế gian này thì cái loài nào âm nhiều nó mới thành là vô hình được. Mà ta chỉ rờ tới mình là cái bàn tay của người ta, đó gọi là cái điện từ âm á, vừa đụng tới con nó hút, thì cái công đức con nó bị nhộm đen, là tại vậy, cái nguyên tắc nó là vậy. Mà còn mấy ông ở trên trời đâu có xuống đây đâu được, ở đây là chỉ có mấy ông âm thôi, nhưng mà đâu có dám nói. Ông âm đó thì mình gọi là thánh thôi, chứ mình cũng không dám nói ông nào, lại muốn hiểu kiểu gì đó hiểu. Dạ, câu thứ hai con hỏi thầy á, là con có tìm cái clip mà thầy giải đáp cũng rất là lâu, cũng khá là lâu rồi. Nó gần với những cái lần mà thầy đề cập tới cái hai cái từ là giáo lý. Thì thầy có nói là nếu như có một anh hỏi thì thầy nói nếu như mà cái cuốn giáo lý đạo Phật không được chính phủ cho phép ở cái cấp quốc gia thì thầy sẽ công bố ở mức độ là ở chùa, thì cho con xác nhận lại cái thông tin này có hay không ạ? Này con nghe lộn. Tôi nói là cái quyển quyền ký nếu không cho tôi công bố thì tôi cầm cố cấp chùa. Là vì cái ngày mà ngày 14 tháng 5 2017 khi tôi đọc cái công bố này là do cấp tỉnh. Nó ba cấp của chính quyền: tỉnh, quận và xã, gọi là ba cấp chính quyền. Cái ngày đó giờ chót mà còn biểu ngưng lại, tôi có hai cái bài diễn văn. Một, nếu không cho là tôi công bố bằng cấp chùa. Bởi vì tới cái ngày được chính quyền, nếu mà tới giờ chót mà chính quyền rút lại thì tôi công bố cấp chùa, chứ không phải là giáo lý. Chưa, cái lúc đó chưa danh từ giáo lý chưa ra đời, mà danh từ đó là quyền ký thôi. Quyền ký nó chiết từ trong giáo lý viết ra, giống như cái bộ luật nó viết từ hiến pháp đi ra. Giáo lý cũng như là hiến pháp của một nước vậy đó, nó căn bản. Còn cái luật này luật kia nó là một phần nhỏ của trong cái giáo lý. Cái quyền ký này là nói về vấn đề mà dòng chảy mạch của Thiền Tông đa số chỗ đó. Còn cái giáo lý là nó tổng quát hết, chi tiết hết. Đó. Mà nó nặng nề nhất á, là không ai chịu nổi, thành ra tôi không dám nói cái này.
Bởi vì ổng nói bằng sự thật trái đất này. Thì con có nghe coi cái giải đáp bữa 10 tây tháng 3 không? Long nữ dạy thành Phật người ta chửi chú cách 2 năm rồi. Chú không nói. Bây giờ bữa 10 tây mà tôi nói thẳng luôn rồi. Long nữ là vậy đó. Mà tôi kể là lịch sử Việt Nam luôn chứ không phải là đó. Mấy ổng nói long nữ là rồng cái, không phải vậy. Nhưng mà mình lúc đó đâu có cãi lộ người ta. Tới tuần mà cái bữa đó nếu mà không có người nói thì tôi cũng không có, tôi không giải thích cái lòng nữ đâu. Nhưng mà tại có người hỏi tôi mới giải thích cho nghe. Nhưng mà hỏi cho nghe thì bây giờ nếu mấy ông nói là rồng cái thì lại đây đấu trái với tôi. Mà tôi nói có tuần tự, có sách có vở đàng hoàng chứ không phải không sách vở, nghe không? Thành ra con hiểu lầm cái đó, là nói cái ngày đó là nếu mà không cho thì chú công bố cấp chùa, chú lấy bằng cái giấy trong túi chú ra bằng cấp chùa chú nói. Bởi vì trong xin cái ngày đó là xin từ tỉnh rồi đưa huyện, huyện đưa về xã cho công bố, mà giờ chó không cho. Mà mai là không tới không kịp, còn 15 phút nữa, 15 phút nữa sẽ thu hồi cái lệnh này. Chú tuyên bố sớm hơn 15 phút. Làm xong thôi, làm sao rút lại được. Tới ngày đó nói thiệt con á, rất nhiều cơ quan an ninh đến rất nhiều, nhưng mà trò giấy phép là tôi làm, mấy ổng tiếp cận không được. Bữa đó biết tiếp cận chung không nhận. Bao nhiêu người kêu bằng gặp hết, tôi nói tới giờ rồi tôi để tôi nói xong năm ba chuyện rồi, muốn gặp gì gặp, nó công bố ra rồi còn nói gì được nữa. Con nói là công bố cấp chùa là nói về cái quyền ký chứ không phải giáo lý. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con có câu hỏi cuối cùng đó là hôm ngày 10 tháng 3 thì thầy có nói trắng ra là Đức Phật đã thành Phật ở cõi trời đâu suốt rồi, được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Thì cho con hỏi thêm cụ thể là cái quá trình mà, nghĩa là theo cái những gì mà con biết thì cái tánh Phật phải xuống dưới cõi Ta Bà này để mà tạo công đức để trở về Phật giới. Thì Đức Phật lúc đó mà đã được thọ ký thành Phật đó, thì cái quá trình nó như thế nào? Con nên nhớ là khi mà ông Phật Viên Đăng á, gặp cái vị nào tôi quên nè, nói là ông còn sống 5 năm nữa, từ lúc này ông tạo phước đức thôi, 50% ông vào lên cõi trời đâu suất á, làm con, nguyện lên làm con của ông Thường Hộ Quân, Chúa Trời Thường Hộ Quân. Để lên đó thì ông Nguyên Đăng mới dạy cho ông ấy, để ông thành Phật trên đó. Ông hiểu được rồi, là nói là thành Phật không đúng là gì, để hiểu nguyên tắc thôi, ông hiểu hết. Còn gọi là lên đó, gọi là ổng ngộ được, bậc Phật nhãn mở ra thì mới gọi là một toàn năng toàn giác. Khi mà ổng sống hết rồi đó, 50% phước ổng mới trở về Hoàng hậu Ma Gia làm con, lấy 50% nguyện gì đời sau hết phước này trở về nước Ca Tỳ La Vệ làm con của Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Thì lúc đó ổng chỉ có phước thôi, ổng không có công đức. Nhưng ổng có thắc mắc, ổng hỏi ông Nhiên Đăng chứ giờ làm sao con về Phật giới. Nó đã hiểu rồi mà cậu ấy. Thì bây giờ về đầu tiên, vì thế mà 24 tuổi ổng đi chu du khắp Đông Nam Á này, chứ không phải là ấy rồi. Ổng là thái tử mà. Ổng đi ra ổng nghiên cứu cái dòng thiền tông này sẽ đến đâu. Vì thế mà lúc 24 tuổi ổng mới đến cái nước Văn Lang, là vua Hùng Nghị Dương làm vua Hùng Dương đời thứ 17. Cái câu chuyện này nó dài, bữa hổm chú trả lời để cho là ngắn gọn thôi, chứ câu chuyện rất dài dòng. Nó nằm ở trong Nguyên Giáo Lý á. Rồi thì ông hỏi vậy chứ giờ làm sao con về Phật giới. Nó thì đầu tiên ông ra ông làm bộ ngồi tu 6 năm. Phải tu à, phải ngồi tu 6 năm, năm pháp môn đầu. Đến năm 31 tuổi ông tuyên bố, ông ngồi dưới gốc Bồ đề ông tuyên bố ông thành Phật. Là gì? Ông làm bộ ông phóng hồng quang lên rồi ta thấy ông này thành Phật. Chứ thì thật ông Phật, ông đã thành Phật trên cõi trời đâu suất. Tính là gì? Tính ở trái đất này đã 6 đời rồi. Gọi là 600 năm về trước rồi. Trong mấy đâu.
đó. Rồi đầu tiên ông nói thành Phật, cái bắt đầu mà nói người ta không tin, thì ông mới đợi năm anh em ông Kiều Trần Như lại với bốn người bạn đồng tu là chín người, chín người đó đã đậu được có chín phần công đức. Tự nhiên đang đó ông có ba ông thì về đủ rồi, mà ông tới chín ông thì lúc sau ông thiếu gì nữa. Nó con có hiểu không? Công đức tạo lúc là Kiều Trần Nhi, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Na, Kiều Trần Nga, rồi Mana Mát Hiệu, Áp Bệ Mã Thắng, chính ông thầy thì đã đủ sức công đức đi về Phật giới. Lúc sau là để dạy thôi, nhưng mà lúc sau không độ ai được. Mười, con nên nhớ là mười đệ tử lớn của Đức Phật cũng không độ được ông nào á. Ông thì mê thần thông, ông mê lý lượng, ông đây đủ hết, không có được. Nhưng mà ổng độ được có mấy người âm thầm không được viết vô trong cái sử. Tại vì cái này là gọi là quáo mại biệt truyền, không nói lúc đó được. Vì thế mà phải dần dần đi theo tới cái dòng truyền tông. 2017 mới công bố ra là cái nhiệm vụ ông mới xong. Vì thế mà cái thiền tông này nó rất gian nan. Không ai có thể mà tưởng tượng nổi 60 năm trước mà 60 năm sau mới nói ra. Người thế gian mình chịu nổi không? Còn Phật mấy ngàn năm, ổng 24 tuổi mà bây giờ là 2563 năm, con trừ lại 24 tuổi, tức nghĩa là 2520 mấy năm về trước, ổng đã từng đến nước Văn Lang của mình rồi. Ổng làm cái con đường, ổng dặn cái Long Nữ rất kỹ vấn đề cái đạo Phật Thiền Tông này, rất chìm chi đi. Nói thiệt con ấy thì bác cũng không có hiểu đâu. Nhưng mà trong đó dặn cái gì bác cứ ghi. Khi mà thổ biến Thiền Tông là bác ghi từ lý từ tí, đi từ bước một, chứ dặn nhiều quá không nhớ đâu. Tới đâu phải lật gần lại hồ sơ nghe ta coi tới đó chứ sư thật. Mình thì cũng phàm phu gần chết, nhưng mà nhờ ông dặn tới đâu gặp cái gì thì mở ra. Giống như con con có biết chuyện tàu Tôn Tẩn giả điên không? Khi mà ông bị nạn á, thì ông mở cái thơ ra, thì ông thầy ông dặn đi cuồng cái gì chứ một cái cuồng thôi, điên giả điên, thì ông Tôn Tẩn giả điên. Vì Thiền Tông ra đời họ tu là gì, một chữ thôi, buông. Giờ nhiều người không biết cái tự nhiên buông hết thì chết ngắt luôn. Giờ con hỏi tiếp đi. Còn quý vị nào đặt câu hỏi nữa mà. Con kính thưa thầy và tất cả các Phật tử ở trong buổi lễ này. Con xin hỏi thầy có một ý là con từ trước đến nay con vòng vo đi rất nhiều chùa, cũng chỉ vì hai chữ giải thoát. Thế mà con về quê vừa rồi có một người bạn đồng tu có đưa cho con một quyển sách, tức là một quyển số 9, một quyển số 7 ạ. Nó tức là hai quyển để con đọc. Sau khi con đọc con ngộ ra thì là con bỏ hết cả cầu an, cầu siêu, con không có đi đâu nữa. Và từ đó về hơn một tháng khi vào trong này, hôm nay là con cứ được đến chùa của thầy đầu tiên ạ. Thế con xin có một cái ý hỏi của con thế này, hỏi thầy rằng con làm như vậy có cái mắc cái lỗi gì không so với những cái pháp tu trước ạ? Cái thứ nhất là con cũng lạy rồi, cũng quán là đầy đủ rồi. Thế nhưng mà cho đến khi con bỏ mà con đọc sách thì con cảm nhận được có một cái như một cái ánh sáng ạ. Nó sáng vào những cái quyển sách đấy thì có cái hiện tượng gì thì thầy giải thích cho con ạ. Con xin hết ạ. Cảm ơn thầy. Mới biết được pháp môn Thiền Tông được một tháng, thì bây giờ ngày xưa đó thì cũng cầu sinh cầu an rồi cũng quán. Thì bây giờ mình tu theo Thiền Tông thì mình có lỗi với lại những pháp môn trước hay không? Lỗi gì đó, giống hồi đầu tiên mình không biết đường, giờ biết đường đi thôi, có gì là lỗi. Thế gian này nó phải đi theo con đường quy luật của nó, không có lỗi gì hết. Bây giờ con suy nghĩ nè, hồi xưa đó cầu siêu, bây giờ có cầu được không? Giờ không có, bỏ thôi được rồi đâu.
giờ mình buông cái thằng kia theo này đâu có gì đâu mà cầu lỗi dài. Thế giới này có lỗi gì trời trời. Thế giới này con xuống nước thì con ướt, lên bờ con khô, vậy thôi, không có lỗi gì đó. Chứ giờ không lẽ giờ từ xuống nước nữa, nó ngâm ướt nữa. À, xuống sình dơ, tôi biết rồi, thôi bây giờ tôi không xuống nữa, thì đâu còn dơ nữa, làm gì lỗi. Bởi vì cái này là con sử dụng cái tưởng hơi nhiều. Bỏ cái bớt cái tưởng đi. Cố gắng mới có 1 tháng chưa sao đây, 10 năm mà còn tạc lắc không chưa 1 tháng rồi thua gì. Rồi thắc mắc hỏi thêm. Còn ý thứ hai á, là khi mà đọc sách thì có một luồng ánh sáng nó phát sáng từ trong sách đó. Bây giờ nó có cái lực, một là nó lực sách nó hút vô. Đây cái lực sách nó dương, con thấy cái nó hút vô mới được nè. Nó đẩy ra con coi chừng à. Coi chừng là vì ngày xưa con đã từng thu nó vô rồi, bây giờ cái dương này nó hút vô, cái kia nó đi ra. Con phải hút vô mà rất trong sáng là đúng. Còn đi ra sáng coi chừng thành cái ông nội dương chạy ra. Bà hiểu thế này, người ta điên về cái vụ này, người ta bị dông nhập là cái vụ này nè, vụ chạy ra chạy vô này. Thấy tưởng mình vậy, tưởng mình vậy mình phát ra mình thành rồi đó. Đã bây giờ tại sao tôi dám nói là nhiều người tu mấy ngồi 1-2 ngày nó thành hết rồi trơn. Tại tao không biết, thế giới này không có cái chuyện gì rồi trơn á. Vì thế mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật bảo là thế giới này gặp Phật giết ổng đi, gặp ma cũng đập ổng cho chết đi. Tu Thiền Tông phải gan vậy đó, gan là gan vậy nè. Mình bình thường mình gặp ông Phật mình lại, chứ tu Thiền Tông gặp ông Phật tôi đập ông nhào ra tôi bính ông chết luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Cô có hỏi gì đâu mà. Dạ con chào thầy. Thầy cho con hỏi là cái thời gian gần đây này con rất hay đau đầu. Thế nhưng mà khi con nghe nghe đài này, nghe đài Thiền Tông của mình ấy, thì con lại cũng không đau đầu mà con lại ngủ rất là ngon. Thì con không biết hiện tượng này là như thế nào, con muốn hỏi thầy một chút ạ. Gần đây á, là chỉ bị đau đầu, nhưng mà khi nghe cái máy Thiền Tông á, thì không còn bị đau đầu nữa mà ngủ lại rất ngon. Thì không biết là hiện tượng nó như thế nào. Nói đúng ra con người ta đó là hồi xưa đó ấy, còn tất cả ai cũng vậy thôi, cứ tối ngủ niệm Phật A Di Đà Phật, quan âm Bồ Tát, mà Phật đâu có đây, Bồ Tát đâu có đây, thì ông kia vô, bây giờ này vô thì nó, nếu mà nó vô âm nhiều quá còn nó dễ bệnh lắm nha. Rồi bây giờ cái này vô dương vô, mấy ông kia chạy ra hết quậy, còn tự nhiên con ngủ ngon, đâu có sao đâu. Nhưng mà nên nhớ coi chừng à, coi chừng đừng có thấy tưởng ngủ ngon rồi cái mơ thấy này thấy kia rồi nhào vô rồi hút nó vô rồi coi chừng nó vô lợi đó. Thế giới này là thế giới vật lý. Tại sao cái những cái quyển sách này đem đến cái chùa vật lý người ta không công nhận? Chùa vật lý là chùa âm, vô này người ta không chịu nổi đâu, vì nó có cái phản ứng gì thôi. Mà cái này thì không nói sâu, mà nói sâu để thành ra cái chùa Ba Vàng luôn. Đừng, cái này, cái nguyên tắc thế giới này, âm, thuốc âm ở trái đất này, phước dương đi ra khỏi trái đất, nhưng mà con nằm trong tam giới. Công đức nó phá hai cái này luôn, nó công đức nó phá hai cái này, thì đương nhiên là nó sẽ, những cái hiện tượng nó xảy ra. Mình không thể nói một chuyện được, công đức mà nó phá rồi điều chuyện nó xảy ra, mình hiểu được cái đúng nguyên tắc của nó thì mới hiểu được cái thế giới này. Thiền Tông nó đặc biệt cái chỗ này. Đâu con thắc mắc hỏi tiếp. Còn có gì nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Thưa thầy, thời gian con không có lên đây, nhưng mà mỗi ngày ở nhà con cũng hay nghe thầy giải đáp, rồi ngày nào con cũng mở pháp của thầy con nghe hết. Nhưng mà trong cái nghe của con rất là mê và thích, khi rảnh là con cứ nghe. Nhưng mà khi con càng nghe thì là con càng ngộ ra là thấy giống như là trong cái tư tưởng của con đó nha, chứ con không có nói ấy, nhưng mà con tư tưởng con nghĩ đây giống như là một cái hội long qua mà của Đức Phật đưa ra, công bố ra để cho
những cái người mà giống như là muốn về Phật giới á, để mà vô đây thi á thầy. Thì giống như có một lần á, thì con cũng có nghe một vị nói á, là 10 phần mất 7 còn 3, đến lúc vua ra mất 2 còn 1. Thì lúc đó cái câu đó đó thì con không có hiểu, nhưng khi con đọc vô cái quyển ký á, rồi con nghe sách từ hôm đầu nay á, là tự nhiên trong đầu con nghĩ á, là con đọc rồi con mới hiểu được là à, thì ra thế gian này á, là 10 phần chỉ tu có 3 phần thôi, chỉ quay đầu có 3 phần để mà cầu tìm về học Phật thôi. Nhưng khi cái quyền ký này ra đó là sàng lọc lại là chỉ còn có 1 phần. Mà nếu mà ai mà vô đây á, mà chịu học hỏi á, thì 1 phần còn lại đó là mới đạt được không. Thì theo như ý của con thì con nghĩ như vậy á. Lúc nào trong tư tưởng con cũng nghĩ là đây là hội Lâm Hoa. Nhưng mà con có một người bạn con nói cho cái người đó cũng tu cho, cũng theo chung với con nè, để học cái này nè. Mà người ta không chịu, người ta cãi. Ta cãi, người ta nói không phải. Mà ý là giờ con muốn hỏi bác Nhân vậy có phải không? Nhưng mà sao trong đầu con cứ nghĩ đây là hội Long Hoa thôi, chứ không có hội Long Hoa nào nữa, mà cũng không có Phật Di Lặc gì hết trơn á. Chỉ cái đó là chỉ là hình tướng của người ta đưa ra, để mà Đức Phật đưa ra để dẫn dụ cho con người buông bỏ. Rồi khi cái quyền ký này công bố ra để học công thức để mà đi giải thoát, là khi mất cái thân này là giải thoát thôi, chứ không có hội Long Hoa nào hết đó. Ý chị nói là cái pháp môn thiền tông này giống như là cái hội Long Hoa, là chỉ hiểu như vậy là có đúng hay không? Này không có đúng, hội Long Hoa nó khác, còn thiền tông nó khác. Thiền tông nó công bố, nó có rõ ràng, có quy trình của nó. Cái hội Long Hoa là do Ngô Minh Chiêu, ông được Ngọc Đức Chí Tôn nhập vô để ông lập ra cái đạo Cao Đài. Không? Nên nhớ rằng hội Long Hoa nói là hồi xưa Ngọc Hoàng nói, muốn nói thì khi nào mà cái muốn giải thoát thì phải cái hội Long Hoa lập ra mới được. Có nghĩa là ông A Dật Đa thành lập ra cái đạo ở dưới cầu Long Hoa thì mới gọi là hội Long Hoa. Còn cái vấn đề thiền tông này nó đi theo tuần tự 36 vị tổ. Con có đọc 36 vị tổ chưa? Mỗi ông có cái nhiệm vụ đi có thời gian đàng hoàng, chứ không phải là mơ hồ. Mà cái này nó ra đó thì nó xóa hết những cái kia mà lục tổ đã nói rồi. Thiền tông ra đời phá tà tông. Tà tông nó gồm cái gì? Trời, thánh, tiền, ba cái này hết bãi còn ba. Hồi đầu đó nếu mà đúng ra trên trái đất này rất bãi cái đạo căn bản, là bãi cái đạo. Mà sau này hiện giờ thì nó chỉ còn có ba thôi, thì trời, thánh, tiên. Mà bây giờ cái thiền tông nó ra đời, nó xóa ra được cái này, thì duy nhất chỉ còn một thiền tông thì người ta mới đi ra được cái quy luật này. Chứ không phải về hậu Long Hoa. Hậu Long Hoa nó làm khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Có vị nào đặt câu hỏi không? Con xin thưa chú Văn, lúc con mượn được cuốn thẻ của người bạn để nghe qua thiền tông, tự nhiên con thấy thoải mái nhẹ nhàng và cảm giác lạ lùng, làm con không ngủ suốt đêm. Rồi đến hôm nay hình như là mất ngủ, hiện tượng nó có bệnh gì không, hay nó có hiện tượng gì, nhờ chú giải thích. Con xin cảm ơn. Được một người bạn cho một cái máy nghe, rồi rất là vui, rồi giờ không ngủ được luôn. Thì vui không ngủ, qua vui thì nó ngủ lại. giống như con có người thân mà nước đi đâu xa về mừng quá quên ngủ, qua cái mừng sẽ ngủ lại. Đừng lo cái chuyện này, không ai thức ba đêm đâu. Bác có hỏi gì nữa mà chị có hỏi lại. Giống như thời gian 2 năm về trước, con có gặp một vị
mà vị đó thì không có chùa am, không có gì hết, mà con cũng không biết vị ở đâu luôn. Thì tự nhiên thì vị giống như là giả khùng giả điên vậy đó, không có xưng mình là gì hết. Nhưng mà vị nói là con là sau này theo lục tổ chứ theo thần tú. Thì lúc thời gian 2 năm trở về đây con không biết lục tổ là ai mà thần tú là ai. Thì sau này con tìm hiểu ra thì con mới biết thần tú là nói về bên chùa. Tại vì thời gian đầu con cũng có đi chùa, thì tự nhiên trong cái cảnh giác của con là thấy là giống như là nó không có chứ. Con cũng có đi chùa theo ông thầy Thích Trung Đạo hay là cũng gặp mấy lần, nhưng mà tự nhiên con thấy sao nó không có giống như là nó đi thì đi thôi, nhưng mà con không có lưu, không có vô, chỉ có một vài lần đi từ thiện thôi. Thì sau này con nghe cái thiền tông này, con nghe một thời gian á, thì tự nhiên trong đầu con ngộ ra là thần tú là chùa, còn lục tổ là ni sư Đức Thảo với Bắc Nhân truyền ra cái quyền ký này là lục tổ đó, vậy có đúng không? Thì trong đầu con cứ nghĩ là lục tổ là người nào giải chánh pháp của Phật là lục tổ. Bây giờ mình theo lục tổ này đâu có là đúng như cái gì đó nói rồi, mà người đó là nói là con là theo lục tổ á, đừng theo thần tú, nói vậy đó. Ý nói là chị này nói là có một vị sư đến nói với chị là sau này chị có một vị đó nói với khuyên chị này là sau này nên đi theo lục tổ, thì đừng có đi theo thần tú. Thì chị nói là lục tổ là giống như là bên thiền tông, còn bên chị thần tú là bên vật lý, như vậy chị hiểu vậy có phải không? Nói rất đúng. Lục tổ thì không có dạy tu mà dạy về trở về Phật giới, còn thần tú dạy tu để thành này thành kia. Có dạy tao hai người nó khác nhau, bởi vì lục tổ thì dạy không có dạy tu, mà bởi vì trong kinh Pháp Bảo Đàng mà người nào ngồi tu ông lấy cây ông đập ông gì tổ mà còn ông thần tú không được, phải tu mới thành Phật được. Thì bây giờ thiền tâm ra đời nó mới giải thích là tu là còn quy luật nhân quả luân hồi không giải thoát được. Còn muốn mà trở về Phật giới, con chỉ biết muốn về tạo công đức, học công thức về thôi, ba cái này thôi. Đó, đơn giản vậy. Thì vị kia không biết là chắc có lẽ cõi nào xuống mới nói cho con biết. Chứ sự thật nó là vậy. Bởi vì nói đúng ra đó, cái thiền tông này nè, nó không phải mới đây đâu, nó rất lâu. Bởi vì ngày xưa Hòa Thượng Thanh Từ 1168, tất nhiên là cái quyền ký, cái giáo lý mà nắm được 1158, thì năm 68 Hòa Thượng Thanh Từ đã nói này rồi, nhưng mà ông nói cái vỏ không, cái ruột ông không hiểu. Vì thế có nhiều người họ biết, mà nhiều người nói chuyện ngày xưa đó, họ cũng từng đọc báo Sài Gòn Mới chứ không đâu, họ hiểu cái này nè. Nhưng mà không ai tổ chức để phổ biến này ra được, thành ra nó mất đi. Vì thế mà cái chùa Tân Diệu cắt ra là 61 năm mấy để chi, nó trường vườn, nó muốn phổ biến này ra mà nó trường tồn phải tuần tự bằng quy luật của nó. Tâm quyền trong quyển giáo lý ông Phật dạy như thế nào, thế nào ông nói phải làm đúng y vậy, chứ không làm sai. Ông đã làm sai là mình nó hư liền, thấy không? Thì cái vị đó chắc có lẽ ngày xưa cũng đọc được tờ báo rồi đó, Sài Gòn Mới đã đăng rồi, 1158, rất nhiều đây, nhiều người ở đây biết về cái quyển này, cái quyển quyền ký mà đã đăng, bà Bút Trà đăng 1158, đăng liên tục 3 tháng, nguyên cái này, mỗi một ngày đã đăng gấp nguyên một trang giấy chứ không ít đâu, đăng đúng 3 tháng, 90 ngày mới xong cái. Có nhiều người họ biết được, mấy người lớn tuổi người ta biết, cho mấy người lúc đó chú cũng nhiều mà mới có 20 tuổi à, mà chú cũng đang đi học rồi cũng có rồi, được thấy nghe vậy thì cứ mua báo thôi để mà phối hợp lại, mà phối hợp rồi coi cái này có đúng như vậy không. Nếu một mình cái quyển này chú cũng không tin đâu, phải tìm mấy cái nguồn có đúng không, thì thấy nó đúng vậy thì mình tin thôi. Nhưng mà sau này mới tìm là tại làm sao mà cái này là không được, mà khi mà
đọc được cái quyển giáo lý mình mới hiểu ông Phật, ông nói dạy rất rõ. Vì thế mình mới ẩn giận, thành ra tôi biết rằng cuộc chiến tranh tôi không chết. Tại sao tôi đang nắm cái này? Nó có bắn tôi cũng bắn trật chung, bắn đúng là ai phổ biến ra. Thành ra tôi biết, cái kiểu khi tụi nó nói, tôi nói tao không sẽ chết đâu. Nói sao vậy? Đó mới đúng là lục tổ đó, mình về đó đi, mình theo tổ đi chứ giờ... Giờ cứ đi vô chùa lại hoài mà dính mắt là không có về được. Rồi xong bà hứa với con, bà nói ừ. Rồi bà cũng nói là ừ, ổng giải thích hay. Ổng giải thích hiểu hết này kia, rồi bà hứa con bà đi. Rồi xong cái ngày hôm qua, cái tối con mới nhắc lại, con nói vậy thôi tối nay bắt đầu hai cô cháu mình đi ha. Thế tự nhiên cái con nói nữa, cái tự nhiên cái chưa thì bà hứa. Vô cái gì Thiền Tông vô không nổ đâu, chỉ người từ bậc, bởi vì đó là giống như từ, thường thí dụ điện 220 đèn nó cháy mà có 180 nó không cháy, mở hoài dầu con mở công tắc cỡ nào nó cũng không cháy. Thì phải hiểu cái nguyên tắc nó, cái này nó khó lắm. Bởi vì Thiền Tông nó ra, Thiền Tông nó ra đời á, tất cả những cái người mà có ý tông tà hoàn toàn không vô được. Vì Đức Lục Tổ có nói rõ ràng, Thiền Tông ra đời phá tà tông, tất cả như cúng tụng cầu xin lại lục hoàn toàn là tông tà hết. Lục Tổ đã nói vậy chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là cái chùa Tân Diệu đặt bày đặt ra đâu. Người nào mà chuyên môn cúng tụng lại lục cầu xin hoàn toàn không vô cái chùa này được. Rồi còn thắc mắc hỏi tiếp. Hỏi nữa chị. Đừng có hỏi mấy hiện cho con hỏi, giống như là cái người mà người ta ăn mặn mà người ta không có tu pháp môn Thiền Tông, mà người ta bán phở hay là bán thịt gì, nói chung là ta không giết nhưng mà người ta chỉ lấy thịt về người ta bán như vậy á, thì theo như ý của con á, thì con nghĩ á, là người ta bán nhưng mà người ta không có tu, không có công đức, thì tất nhiên khi mất người ta cũng phải bị trả cái quy luật của nhân quả, là tại vì con vật á là nó được sống chung với mình, mà mình ăn thịt của nó vậy mà mình không có công đức là tất nhiên mình phải trả nhân quả. Như vậy có đúng hay không? Những người bán phở hay là bán gì có liên quan tới động vật á, nhưng mà mình không có trực tiếp mình sát hại những con vật đó, nhưng mà về nguyên tắc vật lý thì mình có bị nhân quả để mà sau khi chết mình phải trả quả cho những cái con vật đó hay không? Ở thế gian này làm vậy là mà giờ chó có công đức về, nên nhớ rằng làm cái gì cũng được. Có công đức khi chết, công đức sáng ông thần cho về. Vì thế mà trong kinh có nói là buông đau thành Phật, tên đồ tể buông đau thành Phật, giết người còn thành Phật được, không chứ là bán rừng ăn nhậm gì. Có nghĩa là trong giờ chót mình có công đức mở được con mắt thì ông thần thả mình ra mình về, còn giờ chót mình nắm con mắt tứ thùi ông thần cũng thả mình, còn không dám thả nữa, thả đi lạc làm sao, đi nó lạc cái nhân quả không được. Đừng có quan trọng tới vấn đề mà làm này làm kia. Thế gian này, đã thế giới này có nghề gì làm cái nghề đấy, không sao, đừng có vi phạm pháp luật thôi. Trường nào pháp luật cấm thì mình đừng làm, còn pháp luật không cấm cứ làm. Muốn về có công đức về, còn mà mình muốn về mình ngồi gõ mõ tụng kinh mà không có chút công đức nó cũng kéo mình đi theo quy luật nhân quả nữa. Mình tưởng đâu ngồi tụng kinh nhiều là mình có phước, cái phước là nó có là nó đi giảng sanh. Chứ mình đã nói là mấy người ta tu mà ta vừa mở tụng kinh không có phước, nhưng mà cái phước đó phải kèm theo cái sự thật, cái phước. Giống như bây giờ
mình ở đây, mình ở Sài Gòn, mình ấy giờ tôi muốn đi Mỹ, tôi muốn đi Mỹ, cái ngày nào cũng lọc cốc, tôi muốn đi Mỹ thì Mỹ. Rồi sao? Mà không có đồng bạc, không có đồng đô nữa, làm sao đi? Phải cầm theo cái này, ham muốn đi, kèm theo tiền, kèm đô. Mà vé máy bay khứ hồi 1.500.000, phải có đủ, qua bến xài bao nhiêu nữa. Chứ đâu phải muốn ấy, tại vì người ta không có hiểu, muốn tu cái gì thì cũng được, ai không ai rầy hết á. Còn cái công đức trang bị đi về Phật giới phải bằng công đức mà biết đường đi. Thứ hai, người sáng con mắt, rồi lúc đó ông Phật lại rước mình không biết, mình chạy trốn ông, làm sao ông rước mình được. À, tất cả thế gian này làm nghề gì cũng được, sau cùng phải có công đức thì mới về Phật giới được. Còn nếu mà không có phước đức thì giảng sanh, còn phước đức âm ở trái đất này. Còn nếu mà ít thì thôi, nửa làm người khá giả thôi chứ không được giàu. Rồi có hỏi tiếp đi. Chị hỏi nó không ạ? Làm cái gì cũng được, đó là nguyên tắc vật lý thôi. Còn cái nhân quả là do cái người đó, không phải là cái cuộc đời của họ thì họ dài lắm chứ, chứ chắc gì là do cái buôn bán đó mà họ trả hết cái quả đó. Còn cái công việc, cái nghề của người ta thì nhà nước đừng cấm thôi, muốn làm gì làm. Đó, chị không? Chứ đừng nghĩ buôn bán đó mốt rồi vô cái nghiệp sát, nó đâu phải. Chị có hỏi thế không mà? À, xin mời quý vị khác đặt câu hỏi. Bạch thầy, con xin hỏi lại, vừa nay con quên mất cái hiện tượng của con về cái giấc mơ này. Trước từ năm 2017 con biết đến Thiền Tông á, thì con có mấy lần con có cái hiện tượng giấc mơ này mà con quên hỏi thầy. Và gần thời gian đây hai lần con cũng lặp lại cái hiện tượng đó, là khi con ngủ ấy, con nằm mơ như là khi nghe cái đài này, con ngủ con mơ thấy con như là thân thể con rất là nhẹ nhàng, và con nhìn thấy cái thân con rất là trong suốt mà cái ánh sáng nó cũng không phải là ánh sáng vàng mà nhìn là ánh sáng trong, mà nhìn thấy cái thân thể mình trong suốt á, thì đó là cái hiện tượng gì ạ? Mong thầy giải đáp dùm con. Thường chỉ nằm mơ, những năm trước chỉ nằm mơ giống cái hiện tượng với những mơ ở gần đây, đó là cái thân trong suốt, rồi thân nhẹ. Nhìn nằm mơ thấy cái thân mình nhẹ, trong suốt, thấy rất là nhẹ nhàng, thì nó thì giấc mơ như thế nào? Bây giờ những cái mơ mộng thì thôi bỏ đi, mình coi chừng. Cái giấc mơ thì nó có cái đúng để sai, mình đừng có quan tâm tới nó. Mình tu theo Thiền Tông, thấy bất cứ gì trong giấc mơ hoàn toàn đừng theo, mình theo mình coi chừng. Vì thế mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật, những cái hình bóng trong thế gian này đều hoàn toàn giả dối hết. Có nhiều khi thấy ngồi ngủ thấy ông Phật hoài, thấy Quan Âm hoài, rồi mai mốt rồi đi theo bả, đi theo ổng đi, rồi sao? Thế gian này không có Quan Âm nào, không có ông Phật nào ở đây nữa. Thánh không á, biết thánh không? Ông thánh thì đi hỏi mấy người kia, phải hiểu vậy. Thế gian này mình thấy thì mình phải hiểu. Mình thấy là mấy tháng trước mình thấy, tôi thấy cái này cái kia, nhưng mà về sau thấy đúng kệ đó, đúng thì càng tốt, chứ đừng có chấp, nó chấp vô cái nó dẫn mình đi. Vì thế mà trong Kinh Giang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, đừng có xài cái này, thế gian này. Mà tôi chỉ biết cái công thức, muốn về Phật giới tôi có công đức tôi về thôi, ai nói gì tôi không nghe. Cúng tụng cầu sinh lại lục là mình phục vụ cho cái loài ở đây nè, chứ không có ông Hẳn Phật đâu. Con suy nghĩ không, ông Phật không có vô đây mà ăn của mình. Việt Nam 17-18 ngàn ngôi chùa cúng 12 giờ trưa cúng đồng loạt, không ở đâu ông Phật nào ăn đây. Mình phải hiểu thế này, bởi người ta bày ra để làm cái câu chuyện vậy thôi, để thỏa mãn. Bây giờ con suy nghĩ, tất cả các chùa mà không cúng không tụng thì làm cái gì đây? Không lẽ các chùa để chơi? Chùa thì giác ngộ giải thoát, không dạy thì dạy cái gì? Thì phải bắt buộc phải bày ra để làm.
mà làm thì mình nói rắn thì mấy ông chửi mình. Thì cái đó là quy tắc, cho ông chửi thì mình cười chứ nói sao giờ, tại vì ta không hiểu. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết, mà đi tu đã đời mấy chục năm hỏi giác ngộ gì không biết. Đạo Phật là đạo giải thoát, tu đã 60 tuổi giải thoát làm sao không biết, giờ làm sao nó khổ vậy thôi. Vậy thôi bây giờ mình phổ biến nói ra, còn tất cả những chuyện gì thế gian đừng có hỏi trong này, mình cứ biết tạo công đức về, rồi về bển rồi mở một Phật nhãn rồi thấy hết, rồi mặt thấy cười vậy trong này. Nó thật cái ngày xưa đó, khi nào mà Phật nhãn mở ra rồi đó, mình thấy ông bà cha mẹ chồng con cái gì nó hiểu ra, nó hiện hết luôn, nó hiện suốt cái quãng đời luôn. Lúc đó mình hết ham muốn. Hồi đó tôi có chồng, tôi thương chồng, có con, có vợ tôi. Nhưng mà bây giờ, bởi vì mình nắm được cái căn bản này nè, con là vợ, vợ chồng là quan gia. Nắm cái câu này, cửa nhà là nghiệp báo, thế gian này nó là vậy. Khi mình thật nhắn mở ra, tôi với ông là quan gia. Mày con tao nợ mày. Từ lúc đó mình bỏ mình mới về Phật giới được. Chứ còn hồi đó tiếc thương nói này nữa kia đó. Vì thế ông Phật cũng nói mấy cái câu mà rất chí lý. Nhưng mà có ai dám giải thích cái câu này không? Con là vợ, vợ chồng là quan gia. Tôi với bà tôi là quan gia mới gặp nhau. Vì thế mà có vợ chồng nào, có vợ chồng nào mà thương yêu không vậy, bữa là chửi lộn xùm, quan gia mới chửi nhau. Rồi giao cho anh vậy mà ngoài kia hỏi. Dạ, con chào thầy. Thầy cho con hỏi một câu như thế này. Con là một người biết Pháp Môn Thiền Tông, con tu theo Pháp Môn Thiền Tông, mà con là một người con trai cả duy nhất trong gia đình. Khi ông bà con, cô bác họ hàng chết á, thì con không quỳ xá lại. Nhưng cha mẹ của con khi qua đời chết, con quỳ lại. Khi con tụ công đức thì cái công đức của con có bị bôi đen hay không? Anh đó là con trai cả trong một gia đình, thì khi mà ông bà mất có thể không có phải quỳ lại, nhưng mà cha mẹ mất thì có được quỳ lại hay không? Công đức có bị bôi đen không? Mình nếu mà chưa công đức thoải mái, lại thoải mái lắm. Nhưng khi đã biết Thiền Tông rồi né, mà có lại nên nhớ một điều, khi mà cha mẹ mình mà nếu mà chết giảng sanh thì đi liền. Trí trừ cha mẹ mà chết làm loại ngạ quỷ á, thì phải 49 ngày. Nhưng mà nói một điều lại á, thì nó có cái trường hợp lại mà gọi là tâm không phục mà khẩu không phục. Con có hiểu chuyện đó không? Con lại cha mẹ thì con cứ lại, nhưng mà đừng có phát ra cái gì hết. Vị thần, vị thánh mà có nhào vô đó nó không làm được con à. Bởi vì lại trong thanh tịnh, khi mà con lại con nó thương ba mẹ quá này cái đó, nó rờ rồi ba mẹ thương con, nhưng mà không biết ba mẹ mày có đó không, nó rờ vô là thua. Thấy không? Có nghĩa là mình lại bất cứ gì nhưng mà đừng có phát ra. Nhiệm vụ làm con là phải lại để cho người đứng kế bên nhìn thấy thôi. Nên nhớ một điều, còn nếu con không lại, con về tội bất hiếu, thế gian ta gọi là bất hiếu. Mà con lại, con vẫn lại bình thường, nhưng mà đừng có phát ra bất cứ gì. Giống như cục gỗ lại, giống như cái gốc cây lại cho nó vui vậy thôi. Để che mắt người thế gian, con hiểu Thiền Tông, con phải hiểu cái công thức này. Còn nếu con không lại, nó chửi con bất hiếu. Còn con lại, con khóc là sao? Ba mẹ con mà giảng sanh rồi mấy anh thánh ông nhạo vô, ông vuốt đầu con là mất công đức bôi liền. Nó nói mình phải tùy theo hoàn cảnh, chứ giờ con nói sao đâu hiểu được. Chứ giờ nếu mà bà không lại thì xung quanh người ta nói thằng này bất hiếu. Còn lại
Còn thí dụ mẹ con, ba con mà giảng sanh thì ba mẹ con đâu đây? Mà cúng là ai? Vừa cúng thì phải cái loài kia vô, vừa cơ vớ nó vừa nương ăn mà thấy con ấy, con hít hà nó rờ con là con thua liền. Thế giới này nó lạ lùng ở chỗ đó. À, lại một điều, khuyên con một điều là đừng phát ra cái gì hết, giống như cục gỗ lại, rồi tốt, đừng, coi là thanh tịnh lại. Còn lại mà bù lại bù khóc rồi thua, nhập vô liền. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi. Dạ, thầy cho con biết thử, con đang thắc mắc cái vụ là cái thế giới thánh và cái thế giới và với con người mình này, nó có cái liên quan gì không? Mà sao là mà giữa con người và lụa thánh nó sống lẫn lộn với nhau? Mà sao lụa thánh nó không lên những cái nơi vùng sâu vùng xa họ ẩn tránh mà họ sống chung với lụa người mình hồn? Họ rồi họ xua bó vừa là lụa người mình. Thầy cho con biết. Anh ý hỏi là tại sao cái thế giới loài thánh cứ xen lẫn giữa thế giới loài người mà không phải là tách riêng biệt với nhau? Con về con đọc hết 10 quyển sách rồi con nghiên cứu, chứ cái này không có nói được. Chỉ chừng nào gặp riêng chú cho nói cho con nghe. Tại vì con chưa đọc hết 10 quyển sách. Con có hiểu được cái thế giới này là ngũ thú tập cư không? Con có hiểu câu đó không? Con hiểu câu đó, con mới phân tích cho con, mà giải thích riêng cho con thôi, không có giải thích đông gì vậy được. Này nên nó thâu tùm lum đó. Con chào thầy. Hôm nay con đến đây con xin hỏi thầy một câu. Trong tâm con muốn có câu tâm quan Bắc Cà Đát, tâm vị la Bắc Cà Đát. Nhưng con đọc 11 cuốn sách của thầy, con ngộ được. Như thế là con có thể đã đắc pháp không? Xin thầy giải thích cho. Đắc pháp. Ý nói là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc. Nhưng mà bây giờ sách Thiền Tông thì hiểu ra có phải mình cái bác này phải đắc pháp hay không? Cái này sự thật chứ chấp pháp gì? Có nghĩa là cái tâm của mình đó là cái gì? Là cái dòng sinh diệt của nó, không diệt cái dòng đời này, hoặc là cái dòng luân hồi. Cái sự suy nghĩ hành động của mình là nó giống như cuồng phim vậy đó, nó đi liên tục. Vì thế mà nói là quá khứ thì nó chưa đến, mà thành Phật là chuyện khác. Thành Phật có nghĩa là ở trên này gọi là tu hành để thành Phật, tu hành để thành thánh, không phải thành Phật mới hiểu cái này. Còn muốn về Phật giới là tìm công thức trở về Phật giới, chứ không phải là tu. Vì thế mà trên Kim Cang nó là hiện tại bất quả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, là muốn nói cái gì? Có nghĩa là một dòng sinh diệt không có dừng được ở chỗ nào, không có gì đắc được đó. Mà ở trong này ngồi thiền dụng tâm tu hành cao nhất là thành thánh. Đó phải hiểu. Muốn về thành Phật thì đi con đường khác, con đường đi số 7, hoặc nói đủ là đi lên quốc lộ 13 về. Ai muốn về Phật giới đi quốc lộ 13. Biết không? Theo dõi cho kỹ đi, chứ giờ nói dài lắm. À, theo dõi cho kỹ tất cả những kia là tôi đã nói rồi cái phần này. Rồi thắc mắc hỏi thêm. Dạ thưa thầy, con còn có thêm câu hỏi nữa. Khi mà trái đất này nở hoa thì có co bằng 1, 2, 3 cái câu hỏi không? Nếu mà có vị mà ở trên cửa dương hưởng hưởng hết phước thì đào thơ về đau, và cửa ăn trả hết nghiệp thì trả đào thơ về đau. Xin thầy giải thích cho nó cho con. Những người nào mà được hưởng hết phước, được trả hết nghiệp, ngoại hả? À?
Tức là khi mà cái hành tinh tứ đại này nó bị hoại diệt á, thì các cái hành tinh trên vòng hoàng đạo 2, 3, 4 thì nó có hoại theo hay không? Nếu không thì các cái vị mà hưởng hết phước trên các cái hành tinh kia thì họ trở về với cái hành tinh tứ đại này như thế nào? Nên nhớ là cái tứ đại nó bị đánh lộn. Tứ đại có loài người có cái tưởng đánh lộn nó mới tan rã. Còn hành tinh kia không có đánh lộn. Hành tinh hoàng đạo 2, 3, 4 là hoàn toàn nơi hưởng phước, không có đánh lộn. Và ta hành tinh này là hành tinh nó đi theo quy luật nhân quả luân hồi, vì nó đánh lộn mới bể trái đất. Mà vừa bể rồi thì sao? Trời Tứ Ti Vương biết rằng mấy ngày nữa nó bể thì ổng mới điều khiển cái hành tinh mới đi kè sát lại. Thằng này vừa rã mấy ông kia chạy ra, còn cô hồn cái trung ẩm thân cũng chạy qua hết. Con người còn sống thì phải bằng phi thuyền bạc và là đĩa bay bay qua, phải kè sát mới được. Chứ bây giờ nó nói thiệt, bây giờ mình nói ra là cái trái đất này mà với cái sâu quả đó, mình thấy không, mấy triệu năm ánh sáng làm sao đi nổi. Mình đi mà có 30 năm bằng tốc độ bằng âm thanh thì 30 năm là nó đi tới đâu? Bắt buộc từ Tứ Ti Vương phải điều hành cái hành tinh đi gần sát để chi nó. Những người có phi thuyền hoặc là có đĩa bay họ kè vô họ tới, rồi những cái mà gọi là trung ấm thân máu chạy vô, thì trong vòng mấy ngày là bắt đầu nó trở vô cái vị trí này. Trái đất này vừa bể thì nó vô cái vị trí này, nó quay theo cái quy luật của nó. Là do cái bầu hoàng đạo một này, 6 cái hành tinh là do trời thứ ban bể trời Thiên Dương điều khiển. Phải hiểu thế giới này là thế giới vật lý nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ. Chị đừng có hỏi những cái hiện tượng. Thầy, tỉ như cái cuốn sách số 9 á, con đọc á, mới lần đầu á, sao tự nhiên con đọc á, thì con nghe con thích, con hiểu, tự nhiên con ngộ ra nhiều lắm. Nhưng mà cái lần sau con nghe lại nữa đó, thì mấy lần sau con nghe lại, cái tự nhiên con thấy nó, con không có thích nữa là sao? Thì cái con lại nghe mấy cái cuốn, cái bài khác con lại thích. Nói chung là trong Thiền Tông cái nào con nghe con cũng thích, mà chỉ có cái cuốn số 9 á, là lúc đầu con nghe thì con không hiểu, nhưng khi con nghe lại lần thứ hai thứ ba thì tự nhiên con ngộ ra mà con hiểu quá trời hiểu luôn. Xong cái mấy ngày sau con nghe lại hết hiểu. Cái hiện tượng là lúc trước là chỉ nghe quyển số 9 là không có hiểu, nhưng mà vài ngày sau thì nghe lại hiểu, rồi vài ngày sau lại không hiểu. Cái quyển số 9 là cái mấy lần đầu tiên nghe thì không có hiểu, nhưng mà mấy lần sau á thì nghe lại hiểu rất nhiều, nhưng mà rồi sau đó lại đọc lại nữa thì lại không hiểu. Mới á, còn tất cả thiền tâm mới tiếp nhận lần đầu á, cái lực âm á, nó không có phản ứng kịp đâu. Mà khi mà con đọc lại á, mà bắt đầu nó hiểu được rồi đó, bắt đầu nó phản ứng, có vậy thôi. Bây giờ chuyện hiểu không hiểu bỏ đi, dẹp hết thế gian này, tạo công đức. Muốn con, mục đích của con muốn về Phật giới trợ giác ngộ giải thoát là phải đọc để cho biết vậy thôi. Chứ còn tất cả những cái quyển sách viết ra, đây là cái phương tiện để người ta giúp cho mình hiểu vậy thôi. Muốn về Phật giới, muốn giác ngộ giải thoát là phải đọc cho hiểu giác ngộ để làm cái gì, cho hiểu vậy thôi. Chứ giác ngộ đâu giúp mình giải thoát, là phải đi ra bằng cái quy luật công thức của nó mới đi ra được. Bởi vì sau cùng chữ sử dụng chữ giải thoát thôi, còn chữ giác ngộ dẹp đi. Giác ngộ đâu trên thế giới này mà, để cho hiểu, để mình đừng có sai thôi. Có nên nhớ rằng đọc để mà giải thoát là tốt, sau cùng là giải thoát. Giải thoát là phải tìm được công đức, đi ra ngoài rồi. Bởi vậy tôi mới nói là khi mà đã kiến tánh rồi thì nhìn thấy tất cả những ông bà, cha mẹ, cô bác, anh em, chị em, mình thấy hết nguyên cuộc đời của người ta.
ông hồi xưa tại sao bây giờ tôi ông làm chồng tôi phải trên lầu con hiểu hết suốt cuộc đời ông từng đi đâu ở đâu ông biết hết. Mình nếu làm vợ thì phải hiểu người chồng, chồng cũng vậy. Có nghĩa là Phật kiến tánh rồi thấy suốt hết. Thành ra nó đây là một cái chuyện. Vì thế mà khi Đức Phật ông nói là khi là một người kiến tánh rồi nhìn thấy cái thế giới này là cái thế giới ảo, giống như cái trò đùa vậy đó. Thấy không? Thành ra mình không hiểu. Còn mình không hiểu rồi mình chấp này chấp này. Bởi tại sao người, giờ người ta chấp? Đọc cái chuyện người ta không chấp, ta không hiểu quy luật vật lý. Con mà hiểu quy luật vật lý rồi tu thiền tông mới tu được. Còn nếu không hiểu, ban đầu thích như sao thì cái thế giới âm nó nổi lên một cái là nó xóa cái này. Nó có hiểu nguyên tắc này. Bởi vì tại sao 100 người truyền thiền mà có mấy người đi tới thôi, còn như rút lui hết. Là do cái thế giới vật lý nó hút lại, nó không cho thoát ra. Nó phải hiểu cái thiền tông này. Căn bản có hai cái để mình mới tu được. Một, thế giới vật lý. Và thứ hai, bằng trí tuệ. Ai có hai cái tiêu chuẩn này thì tu thiền tông mới được. Còn không trí tuệ, không thế giới, hiểu về thế giới vật lý, hoàn toàn tu dính vô thánh hết. Đó, dính vô thánh là con biết rồi đó. Rồi đi đâu rồi sẽ biết. À, còn có gì nào đặt câu hỏi nữa không? Nếu không? Dạ thưa thầy, con có ba cái danh từ mà con vẫn chưa hiểu, đó là là một cái là hiện tượng lạ, rồi một cái là linh thiêng và huyền bí. Con vẫn chưa hiểu về ba vấn đề này, thầy giải thích con. Đọc 10 quyển sách lại đi, từ đến nay ta giải thích vấn đề linh thiêng hiện tượng lạ ta nói nhiều quá, nhưng mà ta không dám nói trắng ra. Nghe không? Chỉ mấy cái người nào biết về thánh ta giải thích cho hai chị em rồi. Chỗ nào lại đây tôi trả lời. Con hỏi mấy chị á, bây giờ nghe thánh là cái gì? Kêu chị giải chứ chú không nói. Muốn nói bữa nào gặp chú riêng, đừng có thu vậy, chú nói cho con nghe. Chứ còn giờ nói là cái nó thu nó, 5 phút sau nó bay khắp thế giới luôn. Không được. Dạ thưa thầy, là con hỏi, ý con hỏi là ba cái danh từ là hiển linh, hiện tượng lạ, rồi chuyện linh thiêng huyền bí á, là nó giống nhau đúng không? Chứ ai làm ra thì là con hiểu rồi. Thì bữa hổm 10 tại hiển linh nên gì ta nói rồi, con nghe chưa, nghe rõ chưa? Hiển linh là cái gì? Ai làm ra? Đâu con trả lời đi, hiển linh là ai làm ra? Dạ thầy, hiển linh là do... Hiển linh là do ông CH làm ra đúng không thầy? Cái bữa giải đáp 10 tại tháng 3 con có vô không? Thấy mặt ngày nào cũng có con hết mà giải đáp. Một chút xíu hỏi Kim Bình Trang nó nói làm vậy. Trong cái bữa ngày 10 tháng 3 tôi nói rất rõ nha. Nhưng mà giờ không lặp lại cái này, lặp lại không được. Đúng giờ đức giới tao mới nói, đúng thôi. Thôi con hết rồi. Còn quý vị nào đặt nó không, nếu không có thì xin nghỉ à. Thưa thầy, cho con hỏi là như cái tiếp ý của thầy anh hồi nãy có hỏi là nếu ảnh là con của con cả trong gia đình, mà nếu như cha mẹ mất và ảnh nếu không lạy thì người đời nói là bất hiếu, còn nếu lạy thì công đức sẽ bị bôi đen. Như nếu như anh gan anh nói là anh không sợ người đời chửi thì như vậy công đức anh có bị bôi đen hay không? Người ta chửi anh có bị bôi đen không? Bây giờ bôi đen không bôi đen mà người ta chửi còn phản ứng là con bôi bôi đen. Con chửi giống như cục gỗ vậy. Thì nãy con lại là con người giống như khúc gỗ lại. Con hiểu không? Còn con người ta chửi con giống như khúc gỗ nghe. Vì trong thiền tông nó có nói câu này: cái tánh mình như giống như tường vách trâu sắt. Là cái gì? Con trâu sắt đâu có nghe. Cái chửi trâu sắt làm sao nó nghe? Chửi cái vách tường làm sao dính được nha. Là người ta thí dụ vậy đó, là cái tâm mình thanh tịnh ở trong cái trạng thái đó đừng có biết nghe hết á, nhưng mà không có dính.
thì nó không biết. Bởi vì thế giới nhân quả này, mình suy nghĩ hành động mới có nhân quả. Còn không, không suy nghĩ, có suy nghĩ không hành động cũng không nhân quả. Mà hành động một cách tự nhiên không bị nhân quả, không suy nghĩ. Là vì trong truyền tông nó có cái câu chuyện, ông vua ổng vừa đi di hành, có một đứa nhỏ nó đứng, nó dây cái mặt, rồi sao nó lấy cục đá, nó quăng ngược sau lưng, nó trúng ổng. Ổng không có bắt lỗi nó, hỏi nó đâu con đâu có nghe vua đi ngang đâu. Thì ông vua không bắt. Thì cái này nó áp dụng cho thiền tông, có nghĩa là suy nghĩ hành động về nhân quả, suy nghĩ không hành động không nhân quả, mà hành động mà không suy nghĩ không nhân quả. Phải hiểu cái chuyện này đó, thiền tông phải hiểu cho mấy cái chiều của nó. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con cảm ơn cho con hỏi câu thứ hai là, như hồi nãy cái cô có hỏi rằng là nếu một người mà đã tạo công đức rồi, nhưng trong cái quá trình là làm cái công việc làm ăn á, mà người đó nổi sân lên, thì như vậy công đức của họ có bị bôi đen không? Nhưng không phải là họ trong cái là người ta giúp đỡ người khác là hiểu biết thiền tông hay như thế nào? Ví dụ như là bây giờ mình có công đức rồi, nhưng mà trong cái làm ăn buôn bán ở gia đình nó nhiều khi mình gây lộn với lại người khác, thì cái phần công đức của mình có bị bôi đen hay không? Gây lộn vấn đề không phải công đức thì không bôi đen, gây lộn vấn đề khác nó không liên quan, công đức nó khác. Công đức bị bôi đen là khi mình chấp mình làm gì có công đức á. Còn ví dụ con đang gây lộn mà có người kia xen vô nói một câu mà con tức con chửi lại nó bôi đen liền. Vậy mà cũng tu thiền tông, nên ta ép con một câu. Tu thiền tông kể tôi cho nó nói câu gì bôi đen. Nên nhớ rằng có nghĩa là thế giới vật lý cái phần nào ra phần nấy, nhưng mà người ta ta chê con vậy mà cũng bày đặt tu thiền tông, con tức rồi con chửi lại bị. Có nghĩa là con ta nhắn tới cái chỗ này mà con chấp là con bị liền. Còn cái chuyện đánh lộn hạnh thông thành vấn đề, nó đâu có thua gì cái phần này. Thế giới vật chất vật lý này hơn thua phải quấy hoàn toàn, phải thực thi hết. Còn trường hợp vô thiền tông bỏ cái vụ này là vậy, chứ không phải là mình. Còn bây giờ mình vô mình lại thì nhớ là trong người có công đức, tất cứ mình lại ông thần ông thánh nào mà rờ cái đầu mình là con bị mất hết luôn, nó xóa sạch hết luôn, thấy không? Cha con xin hỏi câu cuối cùng là ví dụ như mà mình đi vô mà mình lạy ở trong những cái chùa hay đình thì công đức bôi đen, còn nếu như trường hợp mà có những người ta đi du lịch còn người ta chỉ đi tham quan thì như vậy có ảnh hưởng gì không thầy? Nếu như mà mình đi theo dạng tham quan thì mình đi du lịch tham quan thì mình vô những cái nơi linh thiêng quyền bí thì mình có bị bôi đen hay không? Vô thì mình nhìn thôi, đừng có chấp nhai, đừng có cúi mặt, đừng có nhốn nhang. Có nghĩa là mình khởi ra cái gì, mình vô mình khởi ra là mình bị. Mình vô bình thường thôi, giống như mình đi, đừng có khởi vô cái, đừng có nói gì, con vô thấy cái chỗ cái miễu á, con chê nó bà đập con luôn á. Người ta được quyền cái đó. Về thế giới vật lý này, ngạ quỷ súc sanh người ta cái loại người ta có cái đẳng cấp mà. Ngạ quỷ tại sao mà ta có cái miếu thờ, cô hồn tại sao có miếu thờ, ta có quyền cái phạm vi của người ta. Con tới con giáng cảnh thì được, đừng có chê quá đập con ráng chịu. Cái đó là nhập gia tùy tục, mà vô miếu là do vì cô hồn người ta quản lý thì đừng có nói kéo nhà ta nhà lá nhà mà gì kệ ta nha. Ta mê tín di chuyển của người ta, đừng có xen vô. Tất cả những gì cũng vậy, người ta thí dụ mà con vô nhà giàu con nói ta cũng đập, con mà vô nhà nghèo nói cũng đập luôn. Có nghĩa là mình đừng có xen về của người ta nha. Được, có nghĩa là thế gian này nó có nhiều cái đẳng cấp. Bởi vì tại sao cô hồn nó có bốn đẳng cấp, con người cũng có mấy cái đẳng cấp, cô hồn nó cũng có bốn đẳng cấp chứ đâu có nhỏ đâu. Cô hồn nó còn dám nói cái câu thế này, ông Phật 10 tu 9, cô hồn dám nói cái câu đó.
có nghĩa là còn có thể còn lặng, còn hiểu nổi con hồn, hồn. Tổ còn lầm ở con hồn đó, chứ đừng có nói gì. Bởi vì là người ta ở trong kinh thường thường nói là Phật cao 10 trượng, ma thành 9 trượng luôn, 9 thước luôn. Ông Phật 10 thước, ma 9 thước, đó còn đấu với mình đang thua gì. Nhưng mình hiểu làm thinh, ai làm gì làm thì mới tốt. Còn nếu mà mình cứ hiểu cái này rồi đi nói này đó kia, mình coi chừng, rồi nói tại sao tôi xui, tu thiền tông mà xui. Chỉ tại mình bếp xếp rồi nó đập mình ráng chịu. Thầy nãy cái câu mà tu theo thiền tông mà cái hay quên á, mà bây giờ thầy trước thầy nói đưa vậy là con hay quên, là con là thầy giải thích cho con. Chứ hay quên là tại vì mình nghe nó tu thiền tông buông, cái gì mình cũng buông là nó quên. Có nghĩa là cái chuyện thế gian mình bỏ thì được, còn cái chuyện nhà mình cũng buông cái là quên liền. Tối ở gia đình biểu sắp xếp công chuyện làm, nó tôi giờ tôi buông á, tôi cũng làm thì làm sao con nhớ. Có nghĩa là buông là buông cái ngoại cảnh, còn cái chuyện gì gia đình phải làm cho đúng. Tại quên là tại mình hiểu chưa buông sai, chứ không phải lúc nào cũng phải buông. Ban đang sách cái gì cái đề cập chứ buông, có ai la chứ buông, rồi sao con thả ra sao là tiêu liền, phải không? Có nghĩa là buông là chỉ cần bỏ chuyện thế gian, chứ chuyện thế gian chuyện người ta kể người ta, mình lo gia đình mình thôi, do nhiệm vụ của mình làm hãng xưởng, nhiệm vụ giám đốc giao mình thì mình làm cái đó. Tu thiền tông nói là tôi buông, ông biểu gì tôi không là không nghe, nó đuổi còn đi ra luôn. Phải hiểu từ theo hoàn cảnh, chứ không phải là muốn buông lúc nào cũng buông. Vì thế mà mình hiểu sai, vì thế mà đem vô tàng thức thì tàng thức mới đưa ra được, cái truyền tống thức nó mới đưa ra được. Còn con không đưa vô thì nó lấy gì đâu đưa ra, thành ra con quên. Là chỗ đó phải hiểu cho kỹ, tìm cho kỹ lại cái phần này. Dạ, buổi nắp. Dạ, con nghe thầy giải đáp, con muốn hỏi câu này cho nó hiểu thêm rộng chút. Là trong trái đất này, thầy nói một vị Phật xuống đây là coi như nói về giáo pháp thiền tông là đầu tiên là Đức Phật Quan Âm Dương. Nhưng qua nhiều tỷ năm là Đức Phật Quan Âm Dương xuống là lần đầu tiên. Mà chỉ phân thân xuống đây qua tính cách là không biết là cái quay lực hay là cái thần bí hay là cái nhiệm màu gì mà lại không qua cái quy lực của thế gian này, mà cũng như Đức Phật Thích Ca đã qua hả thầy? Tôi còn muốn biết rồi. Nó nói là sao? Đầu tiên trái đất này mới thành lập thì không có một vị Phật nào ở đây được hết. Vì thế mà ông Phật Quan Âm Dương ông mới phân thân đến để mà hướng dẫn cho người ta biết cái công thức này, lập ra cái đạo Phật luôn. Đầu tiên ở trái đất này lập đạo Phật, lập Quan Âm Dương qua đây, rồi mới dùng đủ phương tiện để rồi cái vị sao đi theo cái tuần tự này. Chứ nguyên tắc cái vị Phật mà thứ hai đó, muốn dạy cái đạo này phải trở về cõi trời đâu xuất á, về đó học cái đạo giải thoát rồi mới trở về đây thành một giáo chủ ở đây. Mà ông Thích Ca đó là thành giáo chủ ở đây, là nếu trái đất này khoảng 8.000 ông rồi đó. Bây cái đầu tiên thì làm sao mà có người, thì ông Quan Âm Dương này đặt tên chữ Quan là cái gì, âm, phá được cái âm lực của cái trái đất này mà đi vào làm một vị Phật để mà khai sáng cái đạo thiền tông này. Con phải hiểu cái trái đất này nó có 3 thời kỳ lập đạo. Khi mà trái đất bị hủy diệt rồi hết thì con người ở cầu từng gia đình thôi, hoặc là liên kết 5-3 gia đình ở chung thôi. Mà khi xong rồi á, trái đất mà người ta ở nhiều mới lập thành ra cái bộ lạc. Khi
Khi bộ lạc thành lập rồi á, thì đương nhiên cái tánh người và ai cũng có tham. Bộ lạc này giàu, bộ lạc kia đánh chiếm ha, thì nó mới sanh ra. Vì thế mà một vị thần mới lập, mới một vị thần mới mượn xác một con người thích linh thiêng lập cái đạo thần đầu tiên. Là khi trái đất nó ổn định khoảng 3 triệu năm, ba tỷ năm. Khi từ 3 tỷ năm đến 7 tỷ năm, trong thời gian đó là một vị toàn năng toàn giác, là một vị Phật sẽ lập ra cái đạo Phật. Nó phân tích rằng trái đất này, loài người vạn vật trái đất, rồi con người ngũ thú tập cư gì, ông có giải thích hết đó. Đó là một vị toàn năng toàn giác, chưa phải là một vị Phật đâu. Để ông giải thích. Mà khi muốn lập đó thì con người bắt đầu đi vào, biết chữ viết rồi nó mới đi vào thành lập quốc gia. Vì thế Thái tử Đức Đạt Đa thành lập đạo phải là một quốc gia, mới quốc gia mới thành lập đạo toàn năng toàn giác được. Mà một vị toàn năng toàn giác á, mà khi lập rồi mà ông về Phật giới thì ông nói là 3.000 năm sau trái đất sẽ bị hủy diệt. Đó, nó phải theo cái chu kỳ của nó. Sau này, sau vô Phật toàn năng toàn giác về Phật giới là các vị thánh lập đạo thôi, không còn. Vì nó ba cái thời kỳ: thần, Phật và thánh. Không có. Còn cái thánh á, thì nó lập nó nói nhiều cái tông, nhiều cái tông phái. Đạo Phật chỉ là một toàn năng toàn giác, còn đạo thần là hù thôi, hù đừng có đánh lộn thôi. Vì thế á, mà Đức Quan Âm Dương vô đầu tiên để mà điều hành cái trái đất này mới tinh này nè, nó phải đi qua cái tuần tự. Vì đầu tiên đâu có ông Phật nào dạy công thức, đâu có ông Phật nào phân thân vô được. Vì thế mà ông phải nhào vô đây, rồi ông cũng làm những cái chuyện mà giống như một vị Phật, thì sau đó mới trở lại thế giới này lập đạo. Gọi là đầu tiên người lập đạo gọi là Quan Âm Dương, ở đạo Phật Quan Âm Dương. Đó là nó lấy cái ẩn ý. Ý con muốn biết là Đức Phật, ý con muốn biết là Đức Phật Quan Âm Dương lấy cái quy lực gì mà nó hơn cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà không qua cái của thành chủ thế giới mà quy định mới dám nói cái pháp giải thoát đó thầy. Bây giờ là một vị Phật toàn năng toàn giác, ông Phật Thích Ca qua đây là gì? Là đây là nó thành Phật từ cõi trời độ xuất vô đây, mang vậy, mang một thân người thế tử. Quan Âm Dương không phải tu hành ở cõi trời độ xuất, mà vô đây mượn thân của một vị thế tử. Mà mình nói đây đó giống như nhập xác rồi đó. Ông Thích Ca phải có chu kỳ đi học ở đây kia mới ra đây. Ông Quan Âm Dương không có đi qua cái chu kỳ này đó, thì ông vô đây ông mượn xác thành lập đạo luôn. Mới hiểu là đầu tiên khai sáng cái đạo, cái đất này. Do đó ông Thích Ca là khoảng 8.000 ông rồi đó. Thì cái ông đầu tiên không đi qua công thức lên Phật giới, lên cõi trời đậu xuất. Sẵn bữa nay chú cũng còn nghe chú cũng có bệnh thôi, bây giờ sẵn dịp con cũng nghe chú giải đáp thắc mắc về cái hiện giờ chú nói trong cái trái đất này là coi như có một số là một nhiều người chú đã thấy ra là người ta đã nhận ra cái tánh Phật, là nhận ra tánh Phật cũng như chi kiến là nhận được cái thế giới không gian mà cái giáo lý thiền tông của mình đó chú, là đã hiểu ra là chú thấy một ít người. Thì theo con, quan điểm của con thì con thấy thí dụ chú nói cho tụi con, dầu gì tụi con cũng là một người học thiền tông theo chú, thì coi như thí dụ thương con thì thương cho chó, nói ra cái phút cuối cùng nó cũng đạo thiền tông này, thì theo con thấy cái đó là theo mình nhận ra cái thấy nghe nói biết của mình đó, mới, nó mới hợp với cái tánh thật tánh của một vị kim thân Phật, nó mới đồng cảm nhau mới nhận ra được, phải không chú? Anh nhắc từng ý lại đi, bây giờ em mới hiểu nhưng mà không biết đúng không. Ý là bây giờ là ý nữa là cũng theo thiền tông cũng đã lâu,
Nhưng mà bây giờ cũng thiền tâm cũng một thời gian dài, cái phần mà giáo lý đúng không? Vậy nên chiếc chiếc cho anh miếng hay sao? Chú nói là chú nói với Phật tử mình là trong thế gian này chú đã thấy nhiều người là cũng nhận chế ra, nhận ra được cái tánh Phật rồi đó. Là xong rồi đó, là coi như chú đã thấy gì chú nói cho mấy con hiểu là vậy. Rồi khi nhận ra được tánh Phật là coi như là biểu biết là coi như trên không gian của cái giáo lý nằm dẫn đưa về đây. Mà khi người nào ở đây là ví dụ như vậy thì theo anh nghĩ là cái thấy nghe nói biết của tánh Phật mình là mình nhận, mình chi kiến được, mình hiểu được, thì từ cái biết của mình nó mới đồng cảm với cái Phật tánh là của cái tánh Phật, nó mới hòa đồng nhau giữa cái hai thành số nhau mới hiểu biết được nhau và những cái điện thông. Ý là bây giờ cái phần mà về giáo lý khi mà không công bố ra được đó thì trả về nền văn minh không gian, đó là một ý. Ý thứ hai á là những người mà kiến tánh được á thì lấy được cái nền văn minh không gian về để mà duy trì tiếp, còn nếu như không duy trì được thì thôi. Thì bây giờ là thầy là có cũng đã có một vài người cũng đã phát biểu là đã làm được rồi. Thì bây giờ là ý anh Dũng là muốn thầy chỉ thêm cái từng bước để ảnh có thể mà khi không thì để ảnh có thể cách mà ảnh vô cái chi kiến để ảnh biết ảnh lấy được. Bây giờ cái người mà bây giờ thì con mới vừa cái diễn đàn 10 tháng 3 đó thì đã nói là Thái tử Tất Đạt Đa đến đây lúc 24 tuổi, trước công nguyên 568 năm. Ông đến đây để làm cái gì? Không phải mà đến để mà dự cái lễ lên ngôi của ông Hùng Nghị Dương đâu, mà vô đây mục đích là muốn gặp Long Nữ, là con của Hùng Nghị Dương đó, là giao nhiệm vụ cho Hùng Nghị Dương phổ biến cái thiền tông này ra nè. Nó phải đi theo cái tu tự mà chọn cái nước rồng này nè, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn bây giờ cái giáo lý này bây giờ không có ai mà có thể, kể chú cũng không có dám công bố cái quyền ký này, ở cái giáo lý này ra hiểu đâu. Bởi vì cái giáo lý này nó ra đời á, nó phá toàn bộ hết, nó gọi quét sạch hết. Mà con biết cái thế giới này bao nhiêu đạo con hiểu không? Con dám không dám đương đầu? Một quốc gia không dám, để chứ đừng có nói chuyện là một con người bé nhỏ như chú mà dám công bố cái này ra đâu. Tại sao? Chú nói là muốn ấy thì phải nhà nước, giáo hội hai người này đồng ý, tôi sẽ giao cho, lập biên bản tới ngày đó con, nếu nhà nước đồng ý con muốn dự, mời con đến dự làm chứng kiến. Là vì cái nhiệm vụ của đạo Phật á, thiền tông ra đời để dẫn người ta về Phật giới. Còn cái mà 40% tuyệt mật ở lại là ta nói chuyện của thế gian, nói chuyện thế gian chứ không phải là nói cái chuyện giải thoát nữa. Giải thoát đã nói xong rồi, bây giờ nói là chuyện thế gian, quy trình của cái thế gian này. Rồi bây giờ con suy nghĩ, thế đất này người ta theo đạo để làm cái gì? Mục đích là hiển linh thôi, có ai ngoài cái này không? Cầu xin hiển linh ban phước, có như vậy thôi. Mà bây giờ giáo lý nó ra là nó dịch nó hết, nó trắng bốc lên, con dám nói không? Nó con chỉ hỉ. Thì có nhiều người từ khi mà cái diễn đàn 2 đã đề cập đến cái quyển giáo lý này tới bây giờ có thể là trên 20 ông thầy, 10 ông chính quyền đến muốn gặp cái vụ này. Còn thôi Phật gia thiền gia thì rất nhiều, người nào cũng muốn chộp cái này á. Nó không có được, đừng có tự chùa Tấn Diệu còn không dám làm mà ở cái chuyện mà bây giờ con làm sao con dám nắm cái này. Đây là tôi dám nói công khai là cái tuần rồi cái anh luật sư ông luật sư Nguyễn Trọng Thụy ở số 226A đường Lê Thánh Tôn, luật sư thành phố Hồ Chí Minh nè, đề cập ổng muốn ấy thì đó, ông cứ làm đúng thủ tục đi, tôi sẽ giao cho, tôi sẽ mở một cuộc họp báo, ông làm luật sư á, ký hợp đồng với tôi rồi tôi thuê mấy ông luật sư làm chứng,
ông là con người muốn làm này, đặt điều kiện với ông vậy, ông rút lui liền, làm sao dám cái chuyện này. Tôi nói muốn công bố cái này là cả quốc gia công bố, chứ không phải và giáo hội công bố, chứ không phải dễ đâu. Chứ nghe nói giáo lý phải, không khả năng. Đã ông Thích Ca nói là chính đời Phật trước xưa nói ra được cái này. Vì thế giới từ khi hình thành cho đến quỷ diệt là nó đi theo cái quy luật vật lý, không có cách nào thoát được cái này hết rồi. Đó, mình phải hiểu vậy. Chứ có nhiều người bây giờ ông Thích Chánh Ngọc tu viện Sùng Đức Hà Nội, vô đây tiếp nhận chú mấy lần, ở nhà mấy lần, gửi chú 4-5 cái thơ, cũng đòi công bố quyền ký ở giáo lý. Tôi biểu đặt điều kiện đi, ông xin được cái phép đi, lại đấy rồi tôi mời tất cả luật sư công chứng viên làm biên bản rồi. Một, thứ nhất, công bố ra dân tộc Việt Nam 100 triệu phải 100 triệu quyển, phát không cho mỗi một đầu người một quyển. À, mà đứng ra phải nhà nước và giáo hội, chứ không phải tôi, không có làm được này đâu. Tôi chỉ là người cung cấp. Tôi nói thiệt, tôi lấy từ không gian tôi ra, tôi viết lại đó, không phải tôi trả về không gian. Rồi ai có khả năng tài linh lấy. Bây giờ nói có sách mới có chứng. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như những cái diễn đàn mà vừa nói rồi, mình nói ra ai có điều kiện mở lấy diễn đàn được, còn không có thì trả về không gian 10.000 năm sau lấy lợi. 10 tỷ năm sau lấy lợi, phải không? Phải hiểu nguyên tắc của nó chứ đâu phải. Bây giờ con suy nghĩ những cái chuyện gì mình nói đây giờ sợ nó bay về không gian, nó ở hết chứ không, nó không trốn đầu không. Mà khi mình hết, mình chết hết thì sao, nó cũng nằm đóng á. Rồi tới một chu kỳ sau ai có khả năng lấy ra làm nợ tiếp. Thôi bây giờ ai có khả năng thì bây giờ con khả năng con lấy đi, nhưng mà giờ con lấy không được đâu, phải chu kỳ sau con mới lấy được. Chu kỳ thời này ông Thái tử Đạt Đa giao cho bà Long Nữ nhiệm vụ này chưa xong đâu. Bà Long Nữ giao cho tôi, rồi không biết tôi giao cho ai thì tôi biết. Ai có khả năng này, tới đây tôi sẽ cho, tôi cho thừa kế. Truyền đăng là cái chỗ này. Chưa, giờ này tôi chưa thấy. Cái giờ Tuấn này tôi chưa thấy bị hiểu ngộ ra luôn á. À, nhưng mà khi mà tôi mất rồi thì coi cái này có ai nắm được không? Lâu không được rồi, đương nhiên phải trả về không gian. Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó, chứ đừng là đây giáo lý. Vừa rồi có nhiều người đó hé mở cho con nghe coi. Không có mé được. Ở thế gian này mà chỉ cần nói một tí thật nhỏ, 5 giây sau nó bay khắp thế giới. Nó phết đại ra mà. Còn có nhớ cái câu chuyện mà Úc Trợ Ôn nói cái câu gì không? Tôi biểu nói nhỏ nhỏ, tôi xin tuyên bố ly khai Việt Cộng. Trong tuần cái lương nó có chút xíu, 5 phút sau là trùm rồi đó. Phải không? Nguyên tắc nó là vậy, không phải dễ đâu. Thôi đừng có tham vọng với nó. Từ từ. Còn muốn đi vào vô đây, vô ban quản trị thì bắt đầu tôi thấy được rồi tôi vào cho, để làm cái chuyện này. Chứ sự thật tôi còn không sống bao lâu nữa đâu. Này 81 tuổi cao lắm là chừng 85 tuổi hết ga, đi hết nổi rồi. Anh này đi muốn hết nổi rồi. Rồi ai hỏi tiếp đi. Con hỏi câu này cho tất cả anh em huynh đệ mình cùng biết. Chú ở trong cuốn kinh mà Đức Phật dạy tu thiền tông á chú, thì Đức vua Tịnh Phạn có nói với ông Quốc Đầu Lâm Phất rằng là theo cái quy định là coi như một vị mà coi như, con hỏi trước một câu này là cái câu hội đạo, rồi trong cái hội đạo là nó ra sao, rồi cái nghĩa đó, rồi con mới hỏi nếu mà trên 1.000 vị Phật tử hay là 1.000 vị Phật gia là người đó là theo chào vua chúa của bên Ấn Độ, rồi đó kêu là một vị đó là Pháp Vương. Pháp Vương là cũng như vua Pháp là chú. Vậy là chú báo với các huynh đệ mình là chú, các huynh đệ biết làm sao rồi, tại vì tôi muốn chú nói cho mình biết. Một vị coi như đã, đối với chú thì bây giờ tới 6.000 mấy vị Phật tử à. Dạ con hỏi câu này nó hỏi lạc đề.
Đồng nên cho chú chỉ là con người mà Thiền Sư Ni Rất Hảo giao chú phổ biến và công bố này ra thôi. Chú không có thầy bà gì hết, không có dương tử gì hết được. Chú chỉ là một con người. Bởi vậy tôi nói tôi và tôi cái bữa mà cái diễn đàn 11 con Kiều nó đọc tới chỗ này tôi khóc. Kêu bằng người đã xây dựng nơi này, giao bộ sách thiền cho chú Nguyên Nhân. Tôi nghe tới đó tôi nhớ ngày xưa dưới cái chánh điện mẹ tôi giao tôi như thế nào. Tôi khóc 60 năm về trước, bây giờ tôi mới khóc lần thứ nhất. Cái nhiệm vụ nó là vậy, chứ bây giờ chú đâu phải là ông thầy gì thế mà. Nên nhớ một điều, chú chỉ là con người. Những cái tệp giáo lý này viết ra tất cả những cái gì mà Đạo Phật Thiền Tông muốn nói, chứ chú hoàn toàn đâu không phải thầy tu. Thầy tu thì kêu tôi phải cạo đầu, tôi đâu có cạo. Mà tôi phải tu hành nó thành ra tôi không có tu. Mà tôi chỉ nắm được cái quyển này, tôi học tới học lui, đọc xuôi đọc ngược tôi hiểu được. Rồi tự tôi dàn dựng ra, ông Phật dạy cách dàn dựng để mà phổ biến cái đạo Phật này ra. Tôi chỉ có nhiệm vụ vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Thành ra còn so sánh giữa ông Út Đồ Lâm Phất, Út Đồ Lâm Phất là ông thầy tu. 5.000 người gọi là Pháp Vương. Vương là vua, Pháp là ông thầy giải Pháp. Mà chú đúng không, tôi có dạy đâu. Chú chỉ là người đọc ra để cho người ta hiểu, phổ biến sách cho người ta hiểu thôi. Chú giống như là tay thừa hành thôi. Chứ đó, nếu là ông thầy không đúng thì làm sao có vụ Pháp Vương, phải không? Con phải hiểu chỗ đó. Thiền Tông ra đời nó xóa tất cả những cái gì mà thế giới này yêu cầu. Không thầy, không bà, không tu, không chứng, không đắc cái gì hết. Chỉ công thức trở về Phật giới thôi. Phải hiểu cái nguyên tắc nó vậy. Chứ nói thật quá, cái tháp thông này mà ông thầy nào mà tu cũng nhấn được này, xin lỗi ông cắt 100 cái chùa cũng được. Nó lực lượng người ta không biết chỉ giác ngộ giải thoát gì mà nó cắt được 5-7 cái chùa. Không chỉ là tay, nó chỉ trắng thôi. Mà tại sao không cái chùa này lập tên? Lập tên mà chú bỏ tiền rồi chú làm, chứ chú có xin này đâu. Còn hiện giờ chú làm ở đây nó thiệt, tụi con là chú bán được sách có lời, chú mới xây dựng để lưu cho hậu thế. Ở đằng sau là xây cái bảo tàng để chi? Để lưu lại tất cả những gì mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy trước. Bây giờ tôi lưu lại bảo tàng, không nói được tôi lưu lại trong bảo tàng. Rồi nữa tụi con muốn biết gì lợi cho bảo tàng á, chứ con đọc con hiểu. Giờ con thắc mắc hỏi tiếp. Thưa thầy, cho con hỏi câu thôi. Những người mà tu theo đang tu theo Thiền Tông á, mà đang còn sử dụng cái tưởng, cái tham đó, bằng ví dụ mình mua vé số, thì những người đó có được giải thoát không thầy ạ? Người tu Thiền Tông mà vẫn còn sử dụng cái tưởng, cái tham giống như là chết trúng số, đừng có tưởng mà chấp đi mua nhà cho lớn nên rồi mai mốt đầu thai lợi muốn về Phật giới lấy số tiền này mua sách tặng kiếm một tặng 100 ông, kiếm 1-2 ông cũng về rồi. Nhưng mà nhớ đừng có chấp nó bầu đen là chạy hết thế đường về luôn. Tôi mới về Phật giới, con mắt mở phải sáng mới về được. Con mắt mở mà tu thùi, con không thấy đường đâu đi. Dạ thôi, xin ngân giải đáp à, nay cũng trễ giờ quá. Xin hẹn quý vị tuần sau có buổi chuyện thiền. Rồi xin nghỉ.